Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện một tập rất hay của tác giả Phương Lê có tựa đề là Tiếng Quả Kêu. Câu chuyện này lấy bối cảnh xã hội Việt Nam như năm 1945 khi mà miền Bắc phải đối diện với một nạn đói rất là khủng khiếp khiến cho rất nhiều người phải chết. Và rồi trong cái cái xã hội bần cùng lúc bấy giờ thưa quý vị là đã xảy ra rất nhiều những cái cái mâu thuẫn rất nhiều những cái câu chuyện đau lòng của các giai cấp uh, uh, những người nông dân bần hàn với những thế lực địa chủ phòng phong kiến. thì trong một cái trong cái bối cảnh đó thì tác giả Phương Lê đã lựa chọn ra được một cái câu chuyện và đã xây dựng nên được một cái cái câu chuyện và những cái tình huống chuyện rất là hay mà trong cái tác phẩm tiếng quả kêu này sẽ cho chúng ta một phần được sống lại cái thời kỳ đó. Uh, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi một lần nữa xin được uh, kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe à, nhất là trong cái mùa đại dịch này. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, cầu mong sự yên bình à, đến với toàn thể quý vị. À, ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện tiếng quả kêu có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện tiếng quả kêu của tác giả Phương Lê có phần diễn đọc. Soạn. Đò rừng cả một góc trời đó là cây gạo đầu làng Hoa gạo nở đầu tháng 3 Thành vẫn còn nhớ lời của bà Hiên Mỗi khi tháng 3 hoa gạo nở Tháng 3 bà già chết đói tháng ba tháng giáp hạn ở ngày xưa những cánh đồng còn trơ gốc giả mỗi khi có tiếng quả kêu lại có người gục xuống rời xa trần thế trong cơn đói cùng cực với những thân hình gầy đét chỉ còn da bọc xương quấn trong những mảnh chiếu rách hoặc là bất cứ thứ gì nhặt được để che thân sao rồi người chết quá nhiều đến chiếu còn không đủ quấn người chết dài rác chết chồng lên nhau Người sống để chôn người chết cũng không còn Cuối cùng những cây xác người khốn khổ Làm mồi cho đàn quả đen súng vào sâu xé Đó là ngày xưa Ngày mà Thành thậm chí là cả bố mẹ của Thành còn chưa ra đời Nhưng nỗi đau đó vẫn còn mãi khắc ghi Trong một trang sử đen tối nhất của dân tộc Của những người còn sống sót Dù bằng cách này hay là cách khác Trong trí nhớ của người già như bà Hiên bà nội của Thành đã trải qua nạn đói năm 1945 trước cách mạng tháng 8. Hai phần ba làng chết đói, nhưng mà riêng gia đình của dòng họ Lê thì vẫn còn nguyên vẹn, không ai chết trong nạn đói khủng khiếp đó. Cách mạng tháng 8 như một cơn mưa xuân làm sống lại những mảnh đời tội nghiệp khốn cùng. Nhưng cũng từ đó, dòng họ Lê Huy dần dần lụi tàn không còn ai có khả năng để gây dựng lại cơ nghiệp vang danh một thỏa ở cái làng lan thượng này thời gian gần đây thành cháu nội độc đinh của bà hiên là người mang lại niềm hy vọng mới cho dòng họ ly huy học cấp ba thành thi đậu và đại học có tiếng cho nên rời làng lên hà nội học may mắn và gặp thời ra trường vài năm mua được nhà có xe và lập gia đình hoài là vợ của thành cũng là người ở hà nội gấp người làng bắt đầu trầm trồ khen ngợi vì sự trở lại của dòng họ ly huy sau ba đời chìm nổi. Tính từ đời của ông nội của Thành, khi mà ông kính mất, bố của Thành vẫn còn đang ấm ngửa. Tất cả đều nằm trong sự lèo lái của bà Hiên. Chồng chết nhưng mà ở vậy nuôi ông Toán, bố của Thành mang tiếng là con địa chủ. Khi sát lý lịch bị tắt đường học hành thi cử, đành phải chấp nhận là một người nông dân bình thường. Ngoài đầu ba mới hỏi được một cô gái ế, vài năm sau thì sinh ra Thành may mắn cho dòng họ ly huy đã có người được nối dõi sở dĩ người làng trầm trồ dõi theo sự thành công của thành vì mới có 30 tuổi so với bạn bè cùng trang lứa thì thành đã có tất cả nhà xe vợ đẹp con khôn một gia đình hạnh phúc với công việc ổn định và mức lương đáng mơ ước của nhiều người dân làng nói gia đình của thành có phúc kể từ đời cụ kỳ ông cha cho đến giờ ở thời nào cũng được dân làng trọng vọng ngưỡng mộ và bây giờ là sự trở lại trở lại theo đúng ước nguyện của bà hiên có người yêu tất có người ghét có nhiều người thích đặt điều thơm bớt cho câu chuyện ly kỳ sinh động về những con người ở thời trước thành không biết mặt họ ông nội cụ nội nếu có biết chỉ là qua di ảnh ở trên bàn thờ hoặc là những câu chuyện thêm phần lưu trai và vẫn còn đó không ít sự nguyền rủa và oán hận mặc dù những người trực tiếp mang những ân oán ấy tất cả đã về thế giới bên kia họ nếu có gặp nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện nhân thế hiện tại hay không thì thành không biết và rằng cha ông vẫn còn luôn đi theo để che chở bảo vệ cho con cháu đó là tất cả những gì bà hiên dạy cậu từ thuở nhỏ nói cho đúng mức thành chịu sự giáo dục của bà nội ngay từ nhỏ chứ không phải là từ bố mẹ hai kẻ đã thất bại sinh ra để mang theo ước nguyện của bà nội nhưng cũng chính bà hiên lại chưa từng kể cho cậu nghe tường tận về cái sự giàu có về uy quyền của dòng họ lê huy đó là bí mật duy mình bà hiên biết những câu chuyện cũ người làng lan thượng cho đến bây giờ vẫn hay đồn thổi nhau nghe về cây gạo đầu làng có cây miếu rêu xanh dưới gốc cây gạo cổ thụ và cả mảnh vườn cái ao ngôi nhà xây răng dở bỏ hoang ở giữa làng của gia đình cô xoan, Người làng hay gọi là cái mả đói. Mà thi thoảng trong đêm khuya thanh vắng, người làng vẫn bắt gặp những hình ảnh, những tiếng người phụ nữ gọi con. Với nhiều người đứng ở bên ngoài nhìn vào gia đình của Thành, một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Có sống ở trong chăn mới biết chăn có giận. Những mâu thuẫn dạn nứt trong gia đình ngấm ngầm chỉ trực trào ra và cuốn phăng đi tất cả gia đình hoài luôn có ý coi thường gia đình của thành quê mùa không xứng bị chê quê mùa mặc dù hai người đã ở với nhau và có hai mặt con nếu hoài không lỡ bác sĩ bảo cưới thì có lẽ là không đến lượt thành phần nữa nhà trường cho hai đứa nghỉ tránh dịch cho nên đành đóng cửa hàng gần cả tháng nay có mở cửa cũng không có khách hoài không về cô vẫn còn công việc ở ngân hàng Bà bố con chất đồ lên xe để về quê, đến khi nào bọn nhóc đi học thì lại lên. Thành Đinh Ninh là như vậy. Anh biết về quê đợt này bọn trẻ đều không hào hứng. Chúng vừa trở lên thành phố được vài ngày sau Tết, nhưng ở lại thành phố cha con nhút nhau ở trong nhà chơi điện tử với nhau. Bí bích ngột ngạt, không may còn bệnh tật nữa. Về quê cho thoáng mát, ở quê vẫn còn có bà nội, cha mẹ gần như tất cả lái ô tô sang vợ thành phố kiếm tiền ở trên bàn phím nếu mà cười bỏ những thứ đó ra thì thành cũng giống như bố mẹ của mình một người nông dân thực thụ chắc không vì bà hiên hay nhắc ông bà nội đều là những người có gia thế trong tổng hay là trong huyện như thời nay người ta gọi là địa chủ cụ lý hay là tránh tổng gì đó không cần ở cái tầng một là bẩn cố nông thi thoảng nghe bà buông tiếng thở dài về những tháng năm xa xưa người già thường hay hoài niệm ngày xưa đất của gia đình mình rộng lắm rộng bằng hai cái làng này cộng lại nghe bà hiền nói như vậy thành phần nào mường tượng được một quá khứ huy hoàng của gia đình đôi lần nhìn lên những bức hình trên ban thờ phần nào đoán được gia thế ngày xưa của gia đình nhưng kể từ khi ông nội mất nghe mấy người già ở trong làng bảo bị đấu tố chết đến đời của bố mẹ thì xa suốt hẳn đi trở về làm nông dân thực thụ tuy nhiên thì thoảng người trong làng vẫn hay có lời đồn đại nhà ông bà hiên vẫn có dấu vàng có cả hũ vàng hay là quả cau lá trầu bằng vàng chôn ở trong vườn đó chuyện vàng bạc lá trầu quả cau có hay không không biết không được nghe chính người trong gia đình nói không ai giải đáp về những thắc mắc ấy tôi lần đưa ra đều bị bà hiên gạt đi cho rằng đó đều là những lời đồn bịa đặt, thậm chí là bị mắng xối xà vì đi nghe những lời đồn đại sằng bậy. Quá khứ hiện tại cứ như vậy, như một lớp xương mờ ảo mà chẳng bao giờ được hé lộ. Những người già biết về chuyện ngày xưa ở trong làng đã lần lượt về thế giới bên kia. Người biết rõ và cũng là người trong cuộc như bà Hiên không bao giờ lên tiếng. Có điều cho dù xã hội có trải qua những biến động khó khăn như thế nào, nhưng so với các gia đình khác gia đình của Thành vẫn có phần ổn định nhìn hơn một chút. Tuy không quá giàu có nhưng vẫn giữ được nề nếp cũ. Sau này khi mà Thành trưởng thành, biết bố mẹ của mình giỏi giang, tần tạo ngược xuôi hơn những người nông dân bình thường khác. Vẫn sống bám vào ruộng vườn chăn lợn gà vịt. Có lẽ vì thế mà anh và Hoài luôn xảy ra những mâu thuẫn với cả gia đình. Cho dù đó chỉ là những mâu thuẫn đến giờ được cho là cổ hồ và lạc hậu nhưng anh thấy bà Hiền có nét gì đó giống hoài. Quý phái và thượng lưu không dần dã như bố mẹ. Làng lăn Thượng cách Hà Nội tầm 3 giờ lái xe, nhưng vì phải thu xếp xong công việc, ăn chưa xong ba cha con liền lên xe, rời khỏi Hà Nội trong tiết trời màu xám, âm u, đường xa vắng vẻ như không còn cảnh chân trúc tắc đường như mấy ngày trước. Về đến quê hơn 4 giờ chiều, trời chiều miền Bắc mùa này lất phất mưa xuân, cho nên tối sớm hơn thường lệ. Hơn 4 giờ chiều đã sầm tối, nhưng từ xa xôi đã nhận ra mình đã về gần đến đầu làng. Khi ngước mắt lên nhìn phía trước, sừng sững rực đỏ cả một góc trời hoa gạo. Cây gạo đầu làng dù có đứng cách xa cả cây số, cũng có nhìn thấy nó đứng sừng sững như một trái núi khổng lồ. Có điều trái núi biến đổi màu sắc theo mùa. Người già nhất trong làng như bà Hiên, năm nay cũng sắp xỉ 90 tuổi, nhưng không nhớ rõ cây gạo đó đang mọc ở đó từ khi nào. Khi lớn lên thành và đám trẻ trong làng, đã thấy cây gạo với cây gốc khổng lồ đã xù xì kỳ dị đứng đó. Cho đến giờ hơn 30 năm tuổi đời đi qua, gốc gạo cây gạo vẫn vậy. Màng máng trong trí nhớ ngày còn nhỏ đi chăn bò gần đó, hay chưa vào gốc cây gạo chơi. Trong gốc cây tuy bị giống, một đứa trẻ nhỏ có thể chui vừa. Không ai hay biết lý do vì sao mà nó lại bị rỗng như vậy. Nhưng những ngày mùa đông, bọn trẻ chui vào đó tránh rét, nghịch nhóm lọ ở bên trong. Tùy giống gốc nhưng mà kỳ lạ, cây gạo vẫn đứng sừng sững giữa đồng mà không bị bão gió quật đổ. Cháu nhớ đừng có chui vào cây gốc cây gạo đó, có ma, có người chết, có cả những oan hồn vẫn còn lần khuất nương nhờ ở gốc cây gạo. Những oan hồn ấy sẽ gây hại cho cháu, Lời của bà Hoài nhắc gần ba chục năm nay Cho đến giờ vẫn còn văng vẳng ở pin tai Anh mỉm cười về những kỷ niệm tuổi thơ đã qua Có thể thành phúc lớn mạng lớn Cho nên không thấy gì kỳ lạ ở gốc gạo Đến giờ vẫn nghĩ ngày xưa bà hù mình Nhưng nhiều người khác đã không có được sự may mắn đó Những câu chuyện mang máng chưa chứng kiến vụ nào Nghe nói ông Toán đôi lần chết hụt ở đó thi thoảng có người đi làm đồng bị xét đánh chết hay đại loại thất tình buồn chuyện gia đình gì đó thì treo cổ là có những chuyện ấy đều có thể giải thích được cho nên không có gì gọi là ma tà huyền bí chiếc ô tô chậm chậm tiến đến gần gốc cây gạo hai đứa trẻ nhìn cây gạo ra hoa đỏ rực liền òa lên thích thú của kim anh đứa con gái lớn của thành oa wow, đẹp quá ba ơi hoa gì đó vậy ba hoa gạo quê mình đó con thành mỉm cười chiều mến nhìn hai con giải thích hai chị em kim anh trời mình ra sát mép kính ô tô thích thú quan sát cây gạo đứng sừng sững ở đó trong lớp lớp mưa xuân dường như những hạt mưa xuân đó khiến cho những bông hoa gạo đỏ thắm rực rỡ có một sức hút đến kỳ lạ ba mình xuống đó chụp hình đi ba lời đề nghị của kim anh đúng là một ý tưởng tuyệt vời một khung cảnh đẹp tuyệt vời mang đậm dáng dấp của làng quê bắc bộ làm sao thành có thể từ chối mới nhìn qua thôi thành đã bị cuốn hút bởi những góc hình tuyệt diệu có một không hai này nhưng trong tâm khảm vọng lên lời nhắc của bà nội cháu nhớ đừng có chui vào gốc cây gạo đó có ma có nhiều người chết và có cả những oan hồn trú ngụ dưới bóng cây đó lời nói ấy làm cho anh đắn đo lưỡng lự chiếc ô tô chạy gần hơn cây gạo chính cái màu đỏ thắm như là màu son màu máu lại càng có sức hút đến ma mị ba cha con con chưa biết hoa gạo tuấn anh đứa con trai út năn nỉ thành muốn cho hai đứa trẻ có những trải nghiệm tuổi thơ với những kỷ niệm thật đẹp để thành phố không có cho nên vô tình bước qua lời nhắc nhở của bà một chút thôi nhé thành mặc cả với hai đứa con hai đứa vui vẻ đồng thanh đáp trả lái xe rẽ vào vệ đường một con đường đất từ đường quốc lộ dẫn vào gốc cây gạo tầm 20 mét anh biết và đã từng đi trên con đường đất này từ khi bằng hai đứa nhỏ bây giờ con đường này vốn cho những người nông dân gặt hái xe vật tư nông nghiệp ra đồng trời mưa xuân cho nên cỏ xanh mơn mờn mượt như nhung dưới chân giày của ba cha con ba cha con tung tăng một lát đã chạm đến những bông hoa đỏ rụng đầy ở dưới đất những ngày đầu ra đồng cùng bố mẹ Thành đã thấy nơi gốc cây gạo mọc một mảnh đất bằng phẳng Diện tích bằng nửa diện tích sân đỉnh Bên cây gạo có cái miếu quanh năm phủ rêu xanh Cây miếu này cả năm người làng chỉ ra đây thắp hương có đôi ba lần Không mấy chú ý hay kể gì về nó Cây sân trước miếu cũng vậy Tùy sắt ruộng nhưng bỏ hoang không ai làm gì nhưng kỳ lạ thay Cỏ ở bờ ruộng xanh mơn mờn là thế nhưng đất ở sân gần như bạc phết nhẵn bóng gần như không có cây cò nào mọc lên để trang trí bên trên những bông hoa gạo rực rỡ thành đứng nắm tay của hai con đứng nhìn sân hoa gạo cây miếu rêu xanh ẩn mình dưới gốc gạo khổng lồ trời chiều âm u mưa phùn đúng là tuyệt đẹp nhưng thật sự là rợn người khi từ từ ngước lên cái tán cây khổng lồ đỏ quạnh màu máu như đã nốt trọn cả ba cha con Hai đứa trẻ lần lượt rời tay cột thành chạy ùa vào sân Cái cảm giác ấy rất quen Nó giống như ngày xưa ùa vào sân chơi với mấy đứa trẻ con hàng xóm Hai đứa bé nhặt những bông hoa gạo rơi dưới sân với một vẻ mặt đầy thích thú Dường như chúng chưa bao giờ vui vẻ đến vậy Bà ơi, ba chụp hình cho con đi Con bé Kim Anh nhắc làm cho Thành giật mình vội vã gật đầu Ờ, để ba chụp cho hai chị em Thành móc trong túi quần ra chiếc điện thoại đời mới chụp cho hai đứa trẻ. Chúng nó nhặt những bông gạo. Nhìn hai đứa đang chơi với các bạn trong một khoảng sân nhà ai đó, nhưng vẫn có cảm giác rợn rợn như có người đang đứng đằng sau để theo dõi hành động nhỏ nhất của mình. Thành bấm chụp liên tục, những góc ảnh rất đẹp, sống động và rất thơ. Những bức ảnh này đăng lên Facebook, Twitter, Instagram thì bạn bè tha hồ mà trầm trồ ngưỡng mộ. Chính và đẹp và sự quyến rũ mà mị ấy Khiến anh như người bị thôi miên bỏ quên sự nghi ngờ sợ hãi Hướng máy lên chụp cây gạo bấm liên tục toàn cảnh Trong khi Thành mải mê với những khung cảnh đẹp đến mà mị đó Thì hai đứa không biết thừa thần bến đầu mất Phía cảnh to nhất của cây gạo xuất hiện một người đàn bà có mái tóc dài Che kín cả khuôn mặt Mặc một chiếc áo bà ba nâu rách dưới cùng với chiếc quần đen của thủa xưa buông thõng xuống đập ngay chiếc máy điện thoại thành giật mình hốt hoảng bỏ chiếc điện thoại ra ngơ ngác nhìn bằng ánh mắt thường ra một vòng để tìm kiếm trời đã dầm bốn bề vắng lặng trên sân đỏ rực những bông hoa gạo hai đứa trẻ đã biến mất từ bao giờ dường như chúng vừa bị một thế lực vô hình bắt đi mất gần như ngay lập tức có một đàn quả đen từ ngang trời bay đến đậu trên ngọn cây gạo tiếng quả kêu quang quắc thiên lương làm cho anh như bừng tỉnh và hoảng hốt thật sự kim anh tuấn anh hai đứa hai đứa con ở đâu thành cất tiếng gọi dường như quá nhỏ so với tiếng của đám quả đang kêu quang quắc như là vỡ chợ ở trên đầu những bông hoa gạo đỏ phủ kín dưới sân hai đứa trẻ đã thực sự biến mất trong tầm mắt ở nơi đầm không mông quạnh như thế này chúng có thể trốn được đi đâu kim anh tuấn anh hai đứa con ở đâu thành cất tiếng gọi thêm lần nữa đáp lại tiếng gọi của thành là bốn bề im lặng lũ quạ ở trên đầu dường như chúng đã tìm đúng chỗ của mình cho nên đã im lặng ngó xuống nhìn thành đang quay cuồng tìm con trong cơn hoảng loạn khi mà bầu trời đã nhậm tối lại lất phất mưa phồn kim anh ơi tuấn anh tiếng của bà hiên lại văng vẳng trong đầu của anh cháu nhớ được có chui vào gốc cây gạo đó có ma có nhiều người chết nhiều oan hồn trong đó thành bất giác quay mặt lại nhìn thẳng vào cây miếu phủ đầy rêu xanh ở dưới gốc cây gạo chỉ còn chỗ này mà thôi thành thầm nghĩ quái lạ sao hai chị em nó có thể chui vào đó được chứ anh hiểu tính tình hai đứa con của mình chúng không phải là những đứa trẻ có tính tò mò và dặn dĩ cho lắm bàn chân cổ anh dẫm lên những bông hoa gạo tiến về gần cây miếu nằm sát gốc gạo xù xì khẽ cất tiếng hay còn có ở trong đó không đừng có trốn ba nữa đi tối rồi đó con mình về với ông bà nội thứ con đáp lại tiếng của thành là một sự im lặng đến ghê người lấy hết can đảm tiến sát đến cây miếu dễ đến hơn hai chục năm rồi thành không có ghé lại nơi đây bên trong cây miếu nhỏ không có gì không thờ cúng ai ngoài cây bắt hương nguội ngắt có vài cái chân hương đỏ cắm chỏng chư ở bên trong nhìn sơ qua cũng đoán được những cái chân hương này đã được cắm từ rất lâu thành hiểu hai đứa trẻ không thể ở đây được chỗ duy nhất là hốc cây gạo nhưng chúng chui vào đó để làm gì không thể đánh đo nhiều hơn thành vội vàng tiến đến gốc cây gạo Đúng thật, Tuấn Anh đã chui lọt vào bên trong, còn Kim Anh đôi mắt con bé đầy sợ hãi, co do ngồi ở bên ngoài. Anh vội ngồi xuống hốt hoảng hỏi con. Con sao vậy Kim Anh? Đôi mắt của con bé thất thần nhìn cha, nó lắc đầu quầy quầy như đang bị ai đó bịt miệng. Ngồi im ở đây nhé, chờ ba một chút. Để mặc cho con bé, Thành chui vào gốc cây gạo, nhưng cây hốc ấy quá to để anh có thể chui vào, để kéo thằng bé ra mặc dù đã nhìn thấy nó nằm co do so ở bên trong lại đi với ba nào ra nào mình về nhà thôi trời tối rồi anh chưa bao giờ thấy thằng bé nhà mình nhìn mình với một ánh mắt sợ hãi đến vậy bạn muốn con ở lại chi với bạn và chờ mẹ của bạn về thành hốt hoảng đào mắt nhìn xung quanh ở đây giờ này làm gì có ai ngoài ba cha con với lũ quả trên cành cây gạo chăm chăm nhìn xuống Lê hết bình tĩnh không quát con Thờ hiểu trong hoàn cảnh này Có nổi nóng hay là quát tháo một đứa trẻ Cũng không giải quyết được gì Nó sợ hãi chưa vào bên trong Chỉ khiến cho sự việc thêm phức tạp Mẹ của bạn không có về đâu Nhưng mình phải về nhà thôi Trong sự tột cùng sợ hãi hơn Khi thấy nó cầm bông hoa gạo liền nhai ngấu nghiến Nhưng bị bỏ đói lâu ngày Sao ba biết Anh gật đầu đáp Bà biết mình về thưa con về bà và cụ đang đợi đó thằng bé đưa mắt nhìn sang góc bên như là có người ngồi bên cạnh thành đưa tay vào bên trong thằng bé khẽ gật đầu bà bắt con về bạn sẽ bắt cả con và chị đi đấy không có chuyện đó đâu ngoan về theo ba về đến nhà không có ai làm được gì chúng ta cả suy nghĩ trong giây lát thành mỉm cười gật đầu dỗ dành trấn an tuấn anh miễn là thằng bé chui ra Ba cha con được về nhà và thoát khỏi gốc cây gạo quỷ quái này Với đám quả đen đang từ trên cành chăm chăm nhìn xuống Đôi mắt của Tuấn Anh sợ hãi Nó nói chắc nịch Bạn sẽ bắt con và chị Kim Anh Bạn bảo đã chờ ở đây lâu rồi Kể cho thằng bé đang làm nhảm những điều vô nghĩa Đến giờ Thành đã mất kiên nhẫn với nó Cho nên đã trả lời đại đi Để cho ba cha con được về nhà sớm anh thực sự sợ chỗ này không ở đây thêm một giây phút nào nữa anh nhìn thẳng vào mắt của con như đang thách thức bạn muốn làm gì cũng được nhưng mà chúng ta phải về nhà thôi đôi mắt của thằng bé sợ hãi tột độ nhìn vào khoảng không đối diện nó vô thúc đưa tay sợ con đổi ý rụt lại thành kéo mạnh nó ra còn bỏ lại chiếc giày bên trong hốc cây gạo vác thằng bé trên vai tay kia nắm lấy kim anh bà cha con đi như chạy rời khỏi gốc cây gạo nhưng thành không hề hay biết thằng bé vẫn ăn ngon lành bông hoa gạo trên tay đôi mắt của nó vẫn chăm chăm nhìn về phía gốc cây gạo miệng của nó lẩm bẩm lời nguyên lời nguyên không hiểu từ lúc nào con bé kim anh nhặt thấy mấy bông hoa gạo tay ôm lý tuấn anh tay dắt kim anh bà cha con chạy như ma đuổi rời khỏi gốc cây gạo có cái miếu nhỏ phủ kín rêu xanh cho nên không thắc mắc những điều thằng bé nó nói khi chắc chắn hai đứa đã ngồi trên xe anh mới hoàng hồn chấn tĩnh lại nhìn cây gạo tự hỏi liệu vừa mình đã làm những việc gì ngu ngốc chăng thành quay xuống nhìn hai đứa trẻ đôi mắt của chúng mơ hồ vô hồn nhìn về phía cây gạo trời đã sầm tối cây gạo mấy giờ trước rực rỡ màu đỏ như là máu tươi giờ đã biến thành hình như một bộ xương màu đen sừng sững ở giữa trời. Hai đứa con có ổn không? Đáp lại lời của Thành là một sự im lặng đến đáng sợ của hai đứa nhỏ. Vậy thì mình về nhé. Thành tự hỏi rồi tự trả lời. Chiếc xe vừa chuẩn bị lăn bánh thì đàn quả kêu thất thanh. Bay vụt đến khoảng không vít trên ngọn cây gạo như vừa bị ai đó xua đuổi. Cái bóng đen của đàn quả, cây gạo cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất Chiếc ô tô thành điều khiển về đến cổng làng Tuy nói là quê Nhưng mấy năm nay làng phát triển không kém gì thành phố Đường to đổ bê tông có cả đèn cao áp Cho nên khi lái xe về đến cầm làng Anh vững dạ không còn sợ hãi như lúc vừa bước ra khỏi gốc cây gạo Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà anh mở cửa xe bị hai đứa bé xuống trời đã tối hẳn ngôi nhà cổ kính ngói âm dương cửa gỗ lim bên ngoài diêu phong cũ kỹ bao nhiêu đời sinh sống góp nhặt xây dựng nên hồi nhỏ thành đã từng rất ghét ngôi nhà này nó không giống thậm chí là xa lạ với những ngôi nhà ở làng lan thượng sau này khi làm ăn có được tiền nhiều tiền thành muốn đập đi xây lại một ngôi nhà có kiến trúc đẹp hiện đại tân thời nhưng bà hiền từ chối nếu cứ cố động đến mảnh đất này là sẽ có chuyện đó bà nghiêm khắc nói vậy không ai dám làm bố chỉ như cái bóng mờ nhạt của bà còn mẹ giống như người đẻ thuê từ nhỏ thành không bao giờ thấy bà hiên bà nội của mình đi lễ chùa thờ phật nhưng thành biết bà là một người rất tín phong thủy nhưng về gần đây thành lại thêm yêu kiến trúc của ngôi nhà và anh thấy quyết định của bà là chính xác nhiều người bạn thuộc hàng đại gia về nhà chơi đã trầm trồ ngưỡng mộ về những cây cột lim đen sì, bằng cả hai người ôm đứng vững chãi sừng sững ở giữa nhà. Có tình thành chỉ sửa sang lại những đồ cũ, ngăn phòng cho tiện sinh hoạt để cho mọi người có không gian riêng tư. Bà ngoãn mẹ của thành đứng trước cổng như chờ đợi ba cha con từ rất lâu. Vừa nhìn thấy bà đã vội hỏi: còn có việc gì sao ba cha con về muộn vậy? Bà nhìn xuống thấy Kim Anh còn mít bông gạo ở trên tay Tuấn Anh trong miệng vẫn còn vương những cánh hoa dễu ra màu đỏ Dưới chân ống thấp ống cao Lèm nhèm bùn đất Lại còn mất cả một bên giày Có chuyện gì vậy? Hoa gạo ở đâu vậy? Bà hỏi vội nhưng Thành thấy rõ sự sợ hãi hiện lên trên nét mặt của bà Thành đúng cuống chưa biết nói sao Bà hỏi như trả lời Còn đưa hai đứa trẻ vào cây gạo đầu làng có phải không? im lặng như một sự thừa nhận. Thành biết ngày xưa mỗi lần Thành mắc lỗi thường im lặng như vậy. Tại sao con lại làm vậy hả Thành? Con là người trưởng thành là chồng, làm cha. Sao còn có những quyết định hồ đồ trẻ con vậy chứ? Bà khóc và ôm hai đứa trẻ vào trong vòng tay. Anh đứng nhìn bà chân chân chết lặng. Bà lau khô nước mắt. Bà cha con vào nhà đi, như thắp hương cho ông bà. Còn vứt những thứ này đi, mang về nhà không có tốt đâu bà vứt những bông hoa gạo trên tay của Kim Anh, lăn lóc về một phía bên kia đường. Nắm chặt tay rất hai đứa vội vã vào trong nhà, như là sợ hãi một thế lực nào đó giật mất hai đứa cháu. Vừa về mới lên cho nên khi trở về quê lần này, anh không mua quà cáp gì, chỉ mua một ít hoa quà để thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Đó cũng là thói quen bà Hiên đã dạy từ thuở nhỏ. Thành thắp hương xong ba cha con cúi đầu đứng trước bàn thờ tổ tiên Mong có được sự che chở bảo vệ vô hình nào đó Mùi hương trầm thoảng bay làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng Bớt đi sự lạnh lẽo Kể từ khi ba cha con trở về từ gốc gạo Thắp hương lên bàn thờ xong Thành mới đi vào trong phòng của bà Hiên Bà Ngoãn đưa hai đứa nhỏ đi tắm và thay đồ Ông Toán không có nhà nhưng Thành chưa kịp hỏi ông đi đâu thế anh vào bà hiền liền cất tiếng nhà có chuyện gì vậy thành về hả con dạ cháu đưa cháu về hai đứa nó được nhà trường cho nghỉ tránh dịch bà sao cháu đưa bọn trẻ về muộn vậy con hoài nó có về không thành lúng túng trong giày lát dạ vợ cháu còn đi làm bà hôm nay cháu bận cho nên là ba cha con về muộn bà tưởng là nó về cùng cháu bà có việc muốn nói với hai đứa vẫn là cái chuyện hồi tết phải không bà thì còn cái chuyện gì nữa đây Giọng của bà Hiền chậm rãi Thành mỉm cười ngồi xuống giường Bà Hiền cũng ngồi dậy vấn lại tóc Cháu đã nói chuyện với Hoài nhưng mà Nhưng sao Thành ấp ống Nhưng mà ý của Hoài chỉ muốn sinh như vậy thôi Có nếp có tẻ như vậy là đủ rồi à Bà Hiền vẫn giữ giọng đều đều chậm rãi Với những gia đình khác như thế là đẹp Với gia đình mình bà không muốn điều xấu nhất xảy đến đời thứ ba lóe lên rồi tắt hẳn nghe lời của bà đi không có sai đâu hãy thuyết phục cây hoài nó sinh thêm bà tin cháu làm được thành ngồi im lặng bà hiên tự nhiên buông tiếng thở dài có vẻ thất vọng mấy hôm nay miền bắc mưa phùn trời trở rét cho nên không mấy khi bà hiên ra khỏi giường gần chín mươi tuổi nhưng bà vẫn còn khỏe và tinh anh thì không phải là người già nhất làng lại là người nhớ chi tiết những sự kiện diễn ra trong làng từ thời xa xưa. Tất cả đều tường tận như một cuốn từ điển. Những chuyện không chấp sổ sách của làng, từ khi Nhật đến bắt dân nhổ đay trồng thầu dầu, rồi xảy ra nạn đói năm 1945. Việt Minh về phá khó thấp, giặc pháp càn qua làng, hòa bình lập lại cải cách ruộng đất, đấu tố, cái chết của ông nội khi mới có mình ông Toán vẫn còn ấm ngừa mỹ thả bom trải qua hợp tác xã đến giờ người làng bảo nhau bà ấy còn minh mẫn đến lúc chết có điều sau này ông toán mất bà thường không bao giờ nhắc về những chuyện cũ chắc chắn bà sẽ mang theo chúng xuống mổ và những điều bà nhắc nhở thường chẳng bao giờ sai bao giờ công đầy những ẩn ý ở trong đó thành ơi mời bà ra ăn cơm con hôm nay chắc bố con uống rượu ở bên chú tân không có về đâu chú tân là chú họ của thành ông toán là độc đinh đến đời của thành cũng vậy giờ tuy sinh được hai đứa nhưng bà hiên chỉ tính mỗi tuấn anh ít khi nhắc đến kim anh hồi tết về bà nội có nhắc hoài sinh thêm nhưng mà hoài từ chối về như vậy nếp tẻ đã đổ bây giờ bàn đến chuyện sinh thêm đối với hoài là điều không thể chỉ trừ khi mà thành đi kiếm con ở ngoài giờ về vừa đến nhà bà hiên lại nhắc về chuyện cũ khiến cho tâm trạng của thành thêm rối bời tiếng của bà ngoãn ở ngoài vọng vào thêm một lần nữa thành ơi mời bà ra ăn cơm con dạ vâng ạ à. thành đáp lại và quay sang bà nói ra dạ ăn tối thôi bà ơi anh đỡ bà hiên đi ra phòng ăn nói là đỡ cho bà cháu tình cảm bà hiên đủ khỏe mạnh để đi lại trong nhà ngoài ngõ thi thoảng vẫn thắp hương cho khu mộ riêng của gia đình ở giữa đầm nơi để mộ cụ và ông nội hai đứa trẻ đã tắm rửa sạch sẽ ngồi trước bàn ăn do mẹ thành dọn ra từ lúc về thành để ý gương mặt của hai đứa không còn nhanh nhẹn tươi tỉnh như những lần về quê trước đây bà ngồi xuống bên hai đứa trẻ thành phụ mẹ những thứ còn thiếu trên bàn ăn đứng gần bếp bà thì thầm nói nhỏ vào tay của thành đừng nói cho bà biết hồi chiều con đưa hai đứa trẻ ra gốc gạo đã nhớ chưa khuôn mặt của bà ngoãn đột nhiên nghiêm khắc một cách khác thường trước giờ thành chưa bao giờ thấy bà như vậy anh hiểu việc làm chiều nay của mình có phần rất dài dột dạ lần sau con không có vậy nữa hai mẹ con đi ra bàn ăn bữa cơm nhanh chóng trôi qua không xảy ra chuyện gì bất thường trong lòng tự nhủ từ lần sau mình phải tránh xa cái cây gạo ấy không biết có chuyện gì xảy ra không nhưng mà chắc chắn là không phải chuyện tốt lành Ông Toán không về cho nên đêm nay hai đứa trẻ ngủ với bà nội. Hai đứa trẻ đã ngủ, Thành trở về phòng của mình. Thường làm việc đêm cho nên không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai đứa. Giờ mới xảy ra mâu thuẫn cho nên hai vợ chồng không có nói chuyện gì nhiều. Chỉ thông báo ngắn gọn, bà cha con về đến nhà, chúng nó đã đi ngủ. Mở laptop ngồi ngắm nhìn lại những bức hình mùa gạo mình đã chụp hồi chiều phải nói ngay là cả nhấp ảnh ra cũng phải trầm trồ khen ngợi. Những bức hình ấy quá đẹp, thành dừng lại trước những bức hình chụp hai đứa trẻ ngồi trước miếu phủ rêu xanh. Dưới sân đỏ rực đầy hoa gạo, phía trên đầu cũng là một màu đỏ rực như thế. Những bức hình đẹp sống động đến mức mà mị, khiến cho anh không rời bắt khỏi chúng. Tiếng bước chân người đi vào trong phòng bên khiến cho thành giật mình dừng lại chưa kịp nếch hết dãy hình anh chụp hồi chiều mẹ à tiếng đồng ấy lướt qua rất nhanh trong cửa nhà đã khóa thành nghĩ mẹ của mình vừa đi vệ sinh trở vào với hai đứa nhỏ tiếng của thành vọng ra con cho cháu ngủ rồi không có tiếng đáp lại ngoài trời lúc này chỉ còn nghe lộp độp những hạt mưa xuân thành quay lại với công việc của mình quên không xem hết những bức hình và không up lên mạng xã hội để khoe với bạn bè như dự kiến. Hơn 11 giờ đêm, một ngày mệt mỏi đi qua, tắt các trình duyệt trên máy tính, bức hình ấy thoáng qua trong chớp mắt trước khi tắt. Một vài chi tiết mới xuất hiện trên bức hình làm cho anh giật mình. Hình ảnh một đứa trẻ cỡ tuổi hai đứa trẻ, đứa bé ấy mặc chiếc áo nâu sồng rách nát, trên một thân hình như một bộ xương di đồng chỉ thấy con đôi mắt đứng yên nhìn Tuấn Anh và Kim Anh nếu không có chiếc áo ấy Thành đang nghĩ những gì anh nhìn thấy Chỉ là người ngoài hành tinh Màn hình laptop lúc này đã tắt hẳn đèn xỉ Sau một ngày mệt mỏi Lúc này đôi mắt của anh díu vào nhau Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh Có cảm giác như vừa bị ai đó đánh thuốc ngủ Nghĩ thầm ở trong bụng giờ này Chỉ cần nhắm mắt vào là có thể ngủ ngay Ở bất cứ đâu Tiết trời đang xuân the lạnh là vậy cho nên vừa bỏ lên giường đắp chăn Với tay tắt điện anh chìm sâu vào giấc ngủ Bên ngoài vẫn còn nghe lục bộ tiếng mưa rơi Như tiếng bước chân người đi trong vô thức Màn hình chiếc laptop sáng trở lại như chưa từng tắt Nó giống như một bộ phim đang được tua lại Dừng lại ở bức hình Những bông hoa gạo đỏ rụng rơi đầy sân Một bầu trời rực đỏ Cây miếu phổ kín rêu xanh dưới gốc cây gạo sần sùi với những hình thù kỳ dị đứa trẻ siêu vẹo bước đi không vững từ gốc cây gạo ấy trở về phía của ba bố con cả hai tiến về nhau dưới bông hoa màu đỏ thắm lem nhèm rách rưới gầy trơ xương chỉ có một đôi mắt sáng để nhận ra đó là một thực thể còn sống một con người không phải là một bộ xương di động thành đứng đó như đang xem một bộ phim không hề biết hình ảnh của một cậu bé đang đứng trước mặt hai con của mình với một vẻ mặt vô hồn lạnh thanh, xa lạ. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó là một sự u buồn thầm thầm ở giữa tầng địa ngục trong sự tận cùng của sự tuyệt vọng. Thành vô tâm mải mê chạy đuổi theo những khung hình đó. Đứa bé chân chân nhìn hai đứa trẻ chúng như bị thôi miên trước ánh mắt đó Khoảng cách không gian Thời gian tất cả như đã bị xóa bỏ Giữa ba đứa trẻ Hai đứa con của Thành ngạc nhiên Nhìn đứa trẻ từ trong cây gạo đi ra Kim Anh lúc này Thì cúi xuống núi húi nhặt Những bông hoa gạo rơi đầy Còn bé ngước lên nhìn trên tay Vẫn còn cầm những bông hoa gạo Cất tiếng hỏi Bạn từ đâu đến Sao bạn lại ở đây có một mình Nhà mình ở trong làng Nhưng mà họ đã cướp nhà đuổi mẹ con mình ra đây Mẹ mình bảo đợi mẹ về Mình đói bụng Gốc gạo này là nhà của mình Nơi mình đợi mẹ Đứa bé đưa ánh mắt buồn thầm thầm Vô hồn nhìn vào cái nơi Miếu mốc rêu xanh dưới gốc cây gạo Mẹ của bạn đi đâu Đi kiếm thức ăn Đã nhiều ngày mình chưa có được ăn gì Những ngày qua bạn đã ăn gì Những bông hoa gạo trên tay của bạn Đôi mắt u buồn sâu thẳm của đứa bé như mà đói hầu hấu nhìn hai đứa trẻ như là muốn ăn tươi nốt sống chung ngày lập tức. Bông hoa gạo này ăn được sao? Tuấn Anh ngây thử hỏi, đứa bé gật đầu như mời gọi. Những bông hoa gạo này như nguồn sống nuôi mình. Tuấn Anh như người bị thôi miên, cầm lấy bông hoa gạo đưa lên miệng. Nó nhấm thử rồi nhai ngấu nghiến ngon lành trước ánh mắt ma mị của đứa bé. Hai chị em có muốn vào nhà của mình không? đầu mắt của tuấn anh ngây thơ vô hồn nhìn đứa trẻ khẽ gật đầu hai đứa trẻ đi theo đứa bé kia đứng thững đi về gốc cây gạo tuấn anh chui tòn vào gốc cây gạo cùng đứa bé kim anh có lẽ không chui vừa cho nên con bé ngồi ngoài ánh mắt của kim anh ngước lên cành gạo xà xuống một người đàn bà soạn tóc treo cổ lơ lửng ngay trong tầm mắt tuấn anh như bị thôi miên không hề có chút phản kháng sợ hãi tuấn anh ngồi gọn trong gốc cây gạo đối diện với đứa bé đôi mắt của nó hao háo đói nhìn tuấn anh đang ăn ngon lành những bông hoa gạo ở trên tay vẻ mặt của nó thèm thuộc nhìn chăm chăm vào cây cổ trắng ngần của thằng bé tiến sát đến định hoạm vào cổ của tuấn anh một tiếng nói văng vẳng vang lên trong tâm thức của thành quả báo phải trả ông bà ngươi đã khiến cho nhà ta tuyệt tự đến giờ nhà ngươi cũng phải đón nhận lại như thế Thành vùng dậy mà hét lớn Không dừng lại Thành bật dậy ngay sau tiếng thét Mà đêm đèn đặc ở ngoài trời Vẫn lộp bộp tiếng mưa rơi Tiếng bước chân người dồn dập Tiến về phòng của Thành Liền ngay sau đó tiếng đập cửa vội vã Mở cửa Mở cửa ngay Thành Tiếng của bà ngoãn gọi gấp gáp trong hơi thở Thành bật đèn ngồi vùng dậy Ra khỏi giường lao ra mở cửa Bà ngoãn đứng tẫn thờ Sợ hãi trước mặt nhìn ánh mắt hốt hoảng biết chắc rằng trong nhà đang có chuyện hệ trọng thành sợ bà nội hoặc bố đã xảy ra chuyện có chuyện gì vậy mẹ mẹ bình tĩnh nói cho con nghe bố hay là bà có chuyện gì sao không hai đứa trẻ thành chết đứng khi mẹ nhắc đến chúng sao hả mẹ chưa kịp nghe lời của mẹ nói anh đã ra khỏi phòng đi sang phòng bên trên giường trống trơn không có một ai anh thất kinh không còn tin vào mắt của mình vội quay lại nhìn mẹ hãy để chúng nó đi đâu rốt cuộc thì có chuyện gì hả mẹ bà ngoãn òa khóc mẹ mẹ bình tĩnh nào thành đưa tay ra hiệu cho mẹ cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy cánh cửa trước nhà vẫn khóa anh chạy đi mở tất cả những phòng ở trong nhà những góc khuất nghi ngờ để tìm kiếm đều không thấy thành hoang loạn không chú ý cánh cửa sau nhà thông ra vườn khép hở từ lâu quay trở lại phòng khách mà hiên đã dậy vẫn lại tóc đi ra chỗ mẹ khiến cho tâm trí của anh càng rối hơn trên tay cầm điện thoại nhưng không biết gọi cho ai chỉ đi 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 lại ở trong phòng khách cuối cùng thì ngồi xuống bên hai người đêm hôm mưa gió vậy mà hai chị em nó có thể dắt nhau đi đâu điều đầu tiên thầy nghĩ đến không lẽ chúng bị bắt cóc hoặc là bị mộng du hàng trăm giả thuyết lập luận được đưa ra nhưng tất cả đều mâu thuẫn chống đối nhau mọi ngóc ngách trong nhà đều đã tìm hết mẹ cố gắng giữ bình tĩnh nói cho con nghe rốt cuộc mẹ thấy điều gì nếu không bình tĩnh con cũng không biết cách giải quyết và tìm cháu như thế nào cả con bình tĩnh kể cho nó nghe đã chứng kiến cái chuyện gì thành cháu gọi bố về đi bà hiền vẫn giữ thái độ bình thản như phần nào bà đã biết được câu chuyện bà đang tính toán chuyện tiếp theo sẽ phải làm như thế nào còn Thành ngần ngại nhìn đồng hồ Gần 2 giờ sáng ông đang ngủ Đêm hôm mưa gió rét bớt như vậy đánh thức ông dậy Quãng đường hai nhà không phải là ngắn Nhưng bảo chú Tân chở bố con về Thành gọi điện thoại ông Toán vẫn còn đang ngái ngủ Nhưng khi nhắc đến hai đứa trẻ đã biến mất trong đêm như bừng tỉnh Ờ bố sẽ nhờ chú Tân đưa bố về ngay Đêm hôm chúng nó có thể đi đâu được chứ Thành cúp máy quay sang mẹ Thấy bà không khóc và đã bình tĩnh hơn Hồi đêm nghe tiếng gọi tên của hai đứa Có tiếng bước chân người ngoài cửa sổ Trong tiếng mưa Mẹ chỉ nghĩ là mình mơ ngủ Nhưng đến khi tỉnh dậy của sang bên cạnh Thì không thấy hai đứa đâu cả Tất cả là do mẹ Không phải đâu mẹ ạ à. Kiểm tra lại kỹ xem nhà mình có lớn đâu Kiểm tra lại kỹ xem nhà mình đâu có lớn đêm hôm cửa khóa như vậy thì chúng nó đi được đâu thành đứng dậy lần nữa chỗ anh nghi ngờ bỏ quên vì đó là lối ra vườn bà hiền đứng dậy đi ra văn thờ đốt nhang lầm rầm gấn vái thành mở cánh cửa khép hờ lối ra vườn mưa xuân trên nền đất ướt vẫn còn vương lại những dấu chân trẻ con thành biết hai đứa từ lối này rời khỏi nhà nhưng đi đâu và tại sao không giải thích được Thành vội vã quay lại phòng khách nói vội với bà và mẹ. Hai đứa nó đi lối cửa sau rồi. Lát bố về mẹ nói với bố giúp con. Mẹ đi với con. Còn chưa biết thế nào mẹ ở nhà mình con đi xem. Bà Hiên quỳ gầm trước bàn thờ lặng đi như tưởng. Không đợi hỏi ý kiến của bà. Thành vừa vội chiếc áo mưa khoác lên người. Cầm theo chiếc điện thoại bật đèn flash. Giữa ánh đèn flash những bông hoa gạo bằng ngoãn móc từ tay của Kim Anh ném vào tường hồi tối nhưng bị ai đó giận dữ di 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 lại đến khi nét bét dưới lầm đường hòa vào với nước mưa đỏ lòm như máu thành đưa ánh sáng ấy xoay lên bức tường mờ mờ một dòng chữ đỏ nguệch ngoạc bằng chính những bông hoa gạo oán này đến giờ phải trả thành giật mình run sợ ngó nghiêng nhìn xung quanh đường làng vắng lạnh đành men theo vết chân mờ nhạt trẻ con hướng về phía đường làng mưa xuân nặng hạt như phả vào mặt sẽ ánh đèn đường làng lờ mờ dưới mưa những vết đất mờ dần cho đến khi mất hẳn vết chân trên con đường này đưa sâu thành vào bên trong làng không phải ra gốc cây gạo thoáng hiện ra trong đầu đứng giữa ngã ba đường thành đứng ngơ ngác không biết mình nên đi đâu về đâu để tìm hai đứa con của mình trời mưa nặng hạt sẽ ánh đèn vàng mờ mờ dẫn sâu hun hút vào trong làng nhìn sâu vào đó thì một khoảng không gian ba chiều không có điểm dừng phía xa con đường có chút lạ quen thấy thấp thoáng mờ mờ hình ảnh của một người phụ nữ gọi con vọng đến trong tiếng mưa rơi mẹ về rồi khang ơi con đang ở đâu thoáng trong suy nghĩ thành đế hết can đảm tiến về phía bóng của người phụ nữ càng tiến lại gần thì cái bóng đen đó lại càng đùi xa tiếng gọi con nghe thề lường văng vẳng trong tiếng mưa rơi không còn sự chỉ dẫn nào thành đánh bước đi theo linh tính của mình và cất tiếng gọi trong màn đêm tuấn anh kim anh hai giọng gọi con như hòa vào nhau đáp lại chỉ là tiếng mưa rơi chó chu trong đêm thành vắng lặng kỳ lạ thay những ngôi nhà bên đường không có bất cứ ai mở cửa lên tiếng con đường ấy dẫn đến ngôi nhà cũ nát bỏ hoang chỉ còn lại một cái nền móng xưa cũ bốn xung quanh. Cây cỏ đã che phủ tốt um rậm rạp. Trong trí nhớ mang máng của thành, ngôi nhà mảnh vườn cái ao ngày còn nhỏ, bà Hiền và những người làng thường nhắc. Mảnh đất cũ của gia đình cô Soan, nhưng có điều tất cả họ đều đã chết đói từ năm 1945. Nghe nói mảnh đất này vốn là mảnh đất cụ nội mua lại cho ông bà nội và họ đang xây ngôi nhà này thì cách mạng tháng 8 thành công cho nên phải bỏ dở. Người làng mỗi khi đi qua đều gọi ngôi nhà mảnh vườn cái ao nhà cô xoan là mà chết đói. Sau này khi mà hòa bình lập lại nhiều người đến ở nhưng mà không gia đình nào bám trụ được lâu. Họ phải liên tục gặp những tai họa và những chuyện kỳ quái ở đây cho nên phải cuốn gói ra đi ít lâu sau đó. Cái nền móng nhà này do ông bà nội thành xây chia nằm bốn nhằm với những gia đình bình thường trong xã hội xưa làm sao có nhà nền móng xi măng to lớn đến vậy ở không đường trồng trọt không xong mảnh vườn ngôi nhà và gốc cây gạo ngoài đầu làng kia là nơi có nhiều oan hồn lẩn khuất không mát cho việc làm ăn sinh sống thời gian gần đây thành nghe bà ngoãn nói trước dịch hồi trong tết dân làng đang bắn nhau xây dựng một ngôi miếu tưởng niệm dân làng đã chết đói ở đây phần đất dư còn lại cải tạo thành nơi sinh hoạt cộng đồng nhưng do thiếu kinh phí cho nên mọi chuyện dừng lại trên ý tưởng rồi bỏ đó. họ có ý muốn thành bỏ ra một chút tiền góp với mọi người nhưng rồi lại khựng lại người bỏ công người bỏ của trong mảnh đất ấy bất đi phần âm u lạnh lẽo thành thực mà nói thì vài chục triệu đối với thành không phải là vấn đề quá lớn anh có thể bỏ ra được nhưng mang chuyện ấy về hỏi bà hiên bà hiên liền gạt nếu có đóng góp cháu cứ đóng góp theo xuất đinh của đâu mà đãi gà rừng mảnh đất đó trước đây vốn là thuộc gia đình của mình nhưng mà họ đã cướp mất rồi cũng chẳng ai ở được giờ lại bắt cháu lại bỏ tiền ra để mà thờ lũ quỷ đói đó họ khôn vừa vừa thôi chứ thành nghe lời bà hiên nói phải cho nên dẹp luôn ý định đó đi nhưng cũng đến khi ấy thành mới biết mảnh đất nhà cô xoan trước từng thuộc với gia đình của mình Cuối cùng dân làng xây tạm một cây nhang ở trong mảnh đất đó. Nghe nói họ đã mời một ông thầy rất già còn sống sót sau nạn đói năm ấy đến làm lễ. Cầu mong cho hương hồn những người đã khuất che chở cho dân làng lan thượng và quốc gia này mãi mãi được bình an sớm vượt qua tai ương kiếp nạn. Đó là lời cuối cùng của ông thầy dân làng lan thượng nghe được. Đọc xong lời khấn người ta thấy ông khóc dân làng lan thượng hẹn nhau đến khi nào sẽ có đủ tiền để tiến hành xây tiếp nhưng mà đại dịch đang lan tràn như vậy không biết khi nào mới có thể tiếp tục ở làng lan thượng mảnh đất nhà cô xoan và gốc gạo đã hai vùng đất tăm tối có nhiều lời thổi kỳ quái nhất làng sinh ra và lớn lên ở làng nhưng mà thành không bao giờ nghĩ gần hai giờ đêm mưa phùn rét mướt một mình lại phải bỏ đến đây để tìm con mà không hiểu được ngôi nhà bỏ hoang này với gốc cây gạo chiều qua bà cha con vào đó có liên quan gì không cầm chiếc điện thoại ở trên tay thành ngần ngại đắn đo xem mình có nên vào hay không suy nghĩ trong giây lát vượt qua sự sợ hãi anh quyết định bước vào mảnh vườn nhà cô xoan ở thế kỷ hai mươi nơi đây là thứ hai còn sót lại không có gì biến đổi Mọi thứ như tái hiện như cũ trong đống hoang tàn đổ nát. Thành cất tiếng gọi rất nhẹ hòa trong mưa rơi. Kim Anh, Tuấn Anh, hai con có ở đây không? Im lặng dò dẫm đi trong bóng đêm vào bên trong, tất cả là sự im lặng đến ghê sợ. Không phải là do hạt mưa rơi hay là thời tiết, Thành cảm nhận được cái lạnh toát ra từ chính mảnh đất vườn lởm trầm những cái mảng tường gạch đổ nát vỡ vụn đã phủ kín rêu xanh lấp ló qua kẽ lá tán cây dương xỉ còn sót lại trên khe tường đổ bóng dáng của một người phụ nữ với một mái tóc trải dài ngồi ở phía trái sân gần ngày kề nhàng dân làng mới xây vẫn còn trắng màu vôi tiếng gọi con tiếng khóc của người phụ nữ ấy nghe thiên lương văng vọng hòa trong màn mưa mẹ về rồi này khang ơi con đang ở đâu mình đi thôi nhà người ta đã lấy rồi mình quay lại đây làm gì Tiếng của người phụ nữ khóc nấc lên Gương mặt của người phụ nữ ấy từ từ quay lại phía của Thành Khi nhìn rõ gương mặt đó Thành lạnh sống lưng Mém chút nữa thì té xỉu Đó không phải là khuôn mặt của một con người Đó chỉ còn lại một chiếc đầu lâu Với một hốc mắt đen xì sâu thẳm Thành nghĩ cái đầu lâu ấy dường như đã phát hiện Và nứt nhẹ nhàng về phía của anh Lúc này Thành chết đứng trước cái đầu lâu đen xì treo lơ lửng ngay trước mặt quá hoảng loạn thành ngã vật xuống cố gắng lê mình chạy trốn khỏi cái đầu lâu ấy đôi lỗ mắt sâu hoắm đèn hùn hút nhìn vào anh tiếng nói ấy cất lên thì thào trong gió anh có thấy con của tôi không ở trong tột cùng của sự sợ hãi thành lắc đầu quầy quậy không tôi không thấy các người đuổi nó đi rồi phải không giọng nói ấy dàn lên giận dữ cái đầu lâu bốc mùi hôi thối dí sát vào mặt của thành khiến cho anh ngã bổ ngựa. không không tôi tôi không biết tôi cũng chỉ đi tìm con thôi tiếng cười ghê rợn đó lại vang lên sằng sặc không thấy đâu đừng cố tìm vô ích người cũng có kết cục thế thôi không thành gạo lớn ông bà ngươi gieo nhân ác làm sao con cháu mong hái trái lành thành cứng người không còn chút sức lực nào khi mà nghe những lời huyễn hoặc đó vừa lúc đó có tiếng người ánh đèn loang loáng tiến đến thành ơi kim anh tuấn anh các con ở đâu cháu ở đâu anh nhận ra đó là tiếng của ông toán chú tân vang lên trong đêm vắng nghe tiếng người bóng ma đó nhẹ nhàng về phía cái ao nơi trái nhà dùi dần tan biến vào hư không tiếng gọi ấy gần hơn họ đã đứng trước mảnh đất nhà cô xoan Họ đang nhìn thấy Thành nằm úp ở dưới đất. Còn có sao không? Bố và chú Tân tay cầm đèn pin lao đến xoay dọi đèn bốn xung quanh. gương mặt của Thành không biết vì lạnh hay vì sợ hãi mà trắng toát. Thành nhìn hai người không che giấu được sự sợ hãi khẽ lắc đầu. Còn không sao, sao mọi người đến đây? Bố, bố đã tìm thấy. Chưa để cho Thành hỏi hết câu, cả hai người nhìn anh lắc đầu. Bố với chú Tân vừa về Nghe mẹ con nói sơ qua Thế anh đèn đoán có thể con đã tìm thấy điều gì đó Cho nên bố với chú vội lao đến Ông đưa mắt nhìn bốn xung quanh vườn nhà cô xoan Con tìm kiếm gì chưa Chưa con vừa đến họa mắt rồi cục xuống Thành lắc đầu Vậy tìm kiếm xem sao Đằng nào mình cũng đến đây rồi Chú Tân liền lên tiếng Vậy nhanh lên nếu mà không thấy mình đi kiếm chỗ khác Em thấy khu vườn này trước giờ có nhiều điều lời đồn thổi về những oan hồn đó. Không phải tự nhiên người làng gọi là mà chết đói đâu. Tìm đi. Ông Toán liền dục. Cả ba người bấm đèn đi sâu vào trong ngôi nhà. Bức tường đổ nát với những viên gạch đã phủ kín rêu xanh. Cờ hoang mọc chen kín lối. Thêm vài bước chân sâu hơn vào bên trong. Cả ba người đã ướt sũng nước mưa. Ánh đèn pin loang loáng trên những lá cây tiếng gọi hòa trong tiếng gió rít vang vọng giữa trời đêm khuya ông toán thành chú tân như muốn xới tung cả khu vườn và lật tung cả ngôi nhà đồ nhưng cũng không hề thấy tăm hơi dấu vết của hai đứa trẻ cả ba người gật đầu ngầm hiểu ý khi nhìn ra cái ao ngay gần đó chưa đi xa ông toán chú Tân li đèn pin một vòng xung quanh riêng thành thì chăm chú soi ở dưới chân của mình Lòng thầm mong mình sẽ không tìm thấy bất cứ dấu vết trơn trượt nào ở đây Tiếng nói nay giờ của người phụ nữ vẫn ong ong trong tâm khảm của anh Thành đã cố gạt câu nói ấy ra khỏi tâm trí Nhưng mà dường như là không thể Nếu không may có chuyện tồi tệ xảy ra Thành không biết rồi cuộc đời của mình sẽ thế nào Tiếng gọi của ông Toán và chú Tân vẫn đều đều vang lên trong đêm khuya thành vắng Hai người quay lại nhìn anh và tiếp tục xoay gần bờ họ đi hết một vòng ao rồi quay lại mình có xuống mò xem thế nào không anh ông toán nhìn chu tần gã lắc đầu hai đứa nếu mà có té xuống thì cũng phải có vết trơn trượt ở trên bờ nãy giờ mình có thấy dấu vết nào đâu ai ao lại toàn bèo tấm nếu có thành thấy ông toán nói có lý nếu có sẽ có vết trên người vết trơn trượt soi xét nãy giờ rất kỹ thành không nhận ra bất cứ một dấu vết nào bất giác chú tân quay về nhìn ngôi nhà đồ một màu tối đen một khung cảnh thê lương ảm đạm không khác mấy bộ phim kinh dị bỗng một đàn quả đen dị kêu quang quác xả xuống đầu trên mồm của bức tường đồ mấy con còn ngồi trên cả cây hương trong màn mưa mờ mà mờ mà màu trắng tiếng quả kêu ai oán sắt tai như hồi chiều ở gốc cây gạo thành biết chắc chắn đó không phải là một điểm lành anh lo âu nhìn lại cái ao phủ kín bèo tấm bốn bề đều phẳng lặng và nghĩ thầm ở trong bụng. Hay là mình đánh liều nhảy xuống một phen? Thành đứng nhìn mặt ao trên kín bèo tấm tận ngẩn suy nghĩ. Ông Toán cất tiếng khi bước đi trước một đoạn khá xa. Mình về đi, đi tìm chỗ khác xem để lâu mọi chuyện không có hay. Thành bừng tỉnh tính rời khỏi bờ ao, cùng bố và chú Tân bước qua ngôi nhà đổ, nghe tiếng động tiếng bước chân người đàn quả quang quắc bay lên vừa bước ngang qua ấy thành có một cảm giác ngay phía sau lưng của mình đã bắt đầu có một đôi mắt dõi theo hành động của ba người ba người rời khỏi mảnh vườn của gia đình cô xoan gần ba giờ sáng trời vẫn lất phất mưa cả ba đã ướt sũng nước đường làng vắng tanh thi thoảng có tiếng chó chu tiếng ếch nhái từ xa vọng đến giờ mình đi đâu hả bố còn lo hai đứa nó quá điểm hôm chúng nó có thể đi đâu được chứ Sự lo âu hẳn lên trên gương mặt của ông Thành chưa bao giờ thấy gương mặt của ông khắc khổ đáng thương đến vậy Nước mưa rơi xuống ướt đẫm Bề bết tóc tai gánh cho gương mặt của ba người đều trở nên trắng lợt vì mưa Mình phải về nhà đã Giờ thật sự là bố không biết là sẽ đi đâu Làm gì tiếp theo Chúng ta phải báo cho công an xã Có khi hai đứa nào bị bắt cóc không Chú Tân đặt ra vấn đề ngay từ đầu thành thoáng nghĩ qua Nhưng mà dẹp đi ngay Vì sẽ thấy không có thủ oán với ai Nên không ai rảnh rỗi rình rập nhắm vào hai đứa trẻ Giữa đêm hôm khuya khoát như vậy Đến giờ trong đầu hiện tại Nghĩ đến chuyện tâm linh ma quỷ nhiều hơn Thành không phải tự nhiên Cái bóng đen đó lại đưa anh đến Ngôi nhà đổ trong khu vườn nhà cô xoan Bên trong ấy chắc chắn Phải có ẩn tình gì Thế nào cũng được Nhưng mà chỉ mong hai đứa được bình an đến giá nào anh cũng chấp nhận. Sáng xã họ mới làm việc, giờ mình có tới trình báo thì cũng vô ích. Ngồi đó chờ từ giờ đến sáng không biết còn xảy ra cái chuyện gì nữa. Vậy bây giờ mình phải tính sao? Không lẽ mình cứ lang thang vô định cả đêm như vậy? Ông Toán buông tiếng thở dài não nề. Từ dối quá tại sao lại ra cái cơ sự này chứ? Không biết gia đình mình đã mắc lỗi với ai? Thành im lặng lầm lỗi bước theo, nhưng trong đầu không quên việc anh và hai đứa trẻ đến cây gạo hội chiều cũng từ ở cây gạo về đã có bao nhiêu chuyện xảy đến với thành và hai đứa trẻ điều này nói lên với bà hiên thành tin là bà sẽ có lời khuyên hợp lý bởi từ ngày ông mất bà luôn là người có tiếng nói trọng lượng nhất ở trong nhà thậm chí trong dòng họ lê và làng lan thường ba người ướt sũng như là chuột lột đi vào trong nhà không cần nghe thành nói có lẽ bà đã biết rõ mười mươi của câu chuyện Vừa về đến cửa đã thấy bà quỳ trước bàn thờ Trên bà bát thương Mỗi bát cắm một cây hương duy nhất đã cháy đến ngang cây Nhìn ba cây nhang cháy anh liên tưởng đến cảnh người đào phủ Chuẩn bị chém ngang thân tử tù trong bộ phim kiếm hiệp Chỉ nghĩ thoáng qua anh cảm thấy rợn cả sống lưng Ngoài trời mưa rất lạnh Nhưng vào đến trong nhà thành cảm thấy ấm áp lạ thường tỏa ra một mùi nhang trầm ở trên bàn thờ. Loại hương trầm này rất đặc biệt, được bà của Thành đặt từ mối quen ở mạn ngược. Thành không biết có từ bao giờ, nhưng khi màn Thành lớn lên đã quen thuộc với mùi hương ấy. Thành nghe rõ tiếng của bà Hiên lầm rầm khấn. Nghiệp ai làm người nấy gánh, hai đứa trẻ không có làm gì nên tội. Ông bà sống khôn thắc thiêng che chở bảo vệ cho gia đình này khỏi kiếp nạn bà ngoãn tiếp ba người ướt sũng đứng ở ngoài cửa thì vội chạy ra có dấu vết gì của hai đứa không thành buồn bã lắc đầu không mẹ ạ à, giờ con cũng biết mình nên tìm kiếm hai đứa ở đâu vừa cháu đi tìm ở đâu bà lên tiếng nhưng mà không quay lại bà ngoãn nhìn thành ghẽ gật đầu cháu đến ngôi nhà đổ bỏ hoang trong vườn nhà cô xoan tại sao cháu lại đến đó cháu đi theo tiếng gọi của người phụ nữ gọi con sao bà hiên giật mình ngạc nhiên có một người mặc đồ đó không phải là người bà à vào trong ngôi nhà đồ cháu đã nhìn thấy cháu tin là như vậy lành ít giữ nhiều rồi không lẽ nghiệp từ đời ông cha con cháu phải gánh nghe bà nói bốn người trong nhà muốn quỷ xuống lê nguyên rùa của bóng ma đó lại văng vẳng lên trong đầu khiến cho tâm trạng thêm rối bời nói cho bà nghe chiều qua về đã xảy ra chuyện gì thành ấp ống nói về đến đầu làng Bà bố con cháu có vào cây gạo để chụp hình Ngày đến đó bà Hiên như rụng rời ngồi không vững Thành đã chuẩn bị tâm lý bị chỉ chiết về sai lầm của mình gây ra Nhưng bà chỉ lầm bầm Phải chăng cô ta đã trở lại để thực hiện lời nguyện năm xưa Cháu không hiểu Đưa bà ra gốc cây gạo nhanh lên có khi còn kịp Bà Hiên run rẩy cố vịn vào Thành đứng dậy Đi, đi ngay, đừng có chần chừ nữa Mẹ mặc vào Bà ngoãn lấy chiếc áo nhung khoác lên cho bà Tuy nhà xảy ra việc động trời như vậy Nhưng hàng xóm xung quanh tuyệt nhiên không biết Bởi trước giờ gia đình của bà Hiên rất ít khi qua lại với họ Tuy ở quê nhưng mà mối quan hệ hàng xóm láng giềng không khác nào ở thành phố Thành không thắc mắc thêm vội đi ra xe mở cửa sẵn cho bà Bà Hiền quỳ xuống vái ba vái tiếng biệt Đôi mắt của bà ngấn nước nhìn ba bức di ảnh trên bàn thờ đứng dậy đi ra xe. Cả nhà định đi lên xe nhưng bà ngăn mẹ Thành lại. Mẹ và Thành đi được rồi, còn ba người ở nhà nhiều người không có giải được gì đâu. Nghe bà Hiên nói vậy, cả bốn người đều vô cùng ngạc nhiên, không thể hiểu tại sao bà Hiên lại có quyết định kỳ quặc đến vậy. Tuy nhiên trước giờ tính của bà vẫn độc đoán như thế, Thường những người thân bên bà không có mấy người dám làm trái Ai cũng biết bà làm bất cứ chuyện gì cũng đều có ẩn ý và nguyên do Nhớ đừng cô để cho ba cây nhang tắt Bà ngoãn gật đầu Dạ mẹ dặn dò gì nữa không Bà Hiên nhìn con dâu dây lát định nói thêm gì Nhưng im lặng ngước lại nhìn ngôi nhà cũ Ánh mắt đầy lưu luyến rồi dứt khoát lên xe Ánh đèn ô tô như là một đường kiếm trắng xé rạch màn đêm đen đặc dưới làn mưa bụi lất phất bay chiếc ô tô dừng lại trên con đường cách gốc gạo tầm 20 mươi mét giờ này con đường quê vắng lạnh không bóng người qua lại đây là lần đầu tiên trong đời thành đứng trước cây gạo lúc nửa đêm gần sáng đứng nhìn cây gạo đen xì sừng sững như một quả núi ánh đèn ô tô chiếu vào khiến cho lũ quả tỉnh giấc quang quắc bay túa lên không trung cánh cửa xe mở thành bung dù đỡ cho bà xuống xe bốn người đứng nhìn cây gạo bà hiên quay lại nhìn con đường tối đen dẫn từ gốc gạo về làng lấp lóa những bóng sáng như là bóng ma chơi con đường cuối cùng của những thầy mà đói khát không ngờ hiện tại lại gặp quá khứ ở đây thành lén lén nhìn lại con đường để những đốm trắng lập lòe như là lên tinh bám sát theo nhau đừng nhìn lại mình đi vào trong nhanh lên bà hiên lại dục hai bà cháu lặng lẽ đi vào trong thành diều bà hiên đi trước trên con đường cỏ ướt mềm những đốm trắng bám sát hai người ngày một gần và đông hơn thành không biết bà hiên có biết phía sau lưng mình không phải là những lốm đốm của linh tinh mà là những bộ xương người lớn bé già trẻ từ từ trỗi dậy hai bên vệ đường bốn người vừa đi qua những bước đi siêu vẹo của họ tiến gần hơn về phía hai người thành run lầy bầy khen liếc lại phía sau mà kêu lên bà ơi Dường như bà Hiên biết rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây Kệ họ đi Một lũ quỷ đói rác rưởi đã bao nhiêu năm không siêu thoát Bà Hiên đáp giọng lạnh lùng Không một chút e dè và sợ hãi Càng tiến gần đến gốc cây gạo tiếng quả càng kêu sắt tai Tiếng của lũ quạ đang giận dữ oán hận Muốn nhắm thẳng hai người như trực bổ nhào xuống Bàn chân của hai người vừa chạm đến tán cây gạo khi bắt đầu bước vào sân một làn hơi lạnh từ đâu thổi đến gió mưa đều mạnh hơn như bốn tấp vào mặt của bốn người một trận cuồng phong kèm theo mưa nặng hạt thổi đến tấp thẳng vào mặt của bà hiên khiến cho bà liêu siêu chỉ như trực ngã cơn cuồng phong ấy trong giây lát đã khiến cho ướt sũng nước đến giờ bà không còn giữ được phong thái như trước chỉ như một bà già tuyệt vọng đứng chịu trận giết cuồng phong chiếc dù thành đứng che cho hai bà cháu quá mỏng manh nhỏ bé không thể chống đỡ được cơn thịnh nộ của trời đất những bông hoa gạo đỏ phía bên đầu rào rào rơi xuống thành ngước nhìn lên cái xác của người đàn bà áo đen lại treo lùng lẳng trên cành cây gạo sau lưng của thành trong màn đêm hư ảo những bộ xương người hay chính xác hơn đó là những cuồng sáng lân tinh đã xếp quay thành hình tròn vây quanh hai bà cháu như là chờ đợi người phán xử kẻ từ tù xong những bộ xương kia sẽ lao vào sâu xé hai người gió mưa đã ngừng lại khoảng không gian tĩnh lặng đến rợn người như báo trước sẽ có một cơn rồng tố mới bà hiền đưa mắt nhìn chăm chăm vào một cây miếu giờ không còn phủ kín màu rêu xanh mà đó là một màu đen kịt như vì bị người ta hun khói cháu vào bên trong gốc cây gạo tìm xem dạ vâng ạ thanh liền gật đầu nhưng anh chưa kịp đi vào ở trong ngôi miếu hoàng những bóng đen bắt đầu rõ ràng hơn Người phụ nữ và đứa trẻ Hai người đầu tiên Thành đã nhận ra đường còn phía sau lưng họ còn có nhiều người khác Tất cả họ đều như một vẻ giống nhau như lời của bà Hiên nói Đó là những thầy mà chết đói như con quỷ đói Thành đã từng được nghe đọc sách Nhưng anh vứt lờ đi Và cho đến tận bây giờ anh tận mắt gặp lại những hình ảnh kinh dị này nhưng đến giờ thành không đủ tỉnh táo để nhận ra trước mặt của anh là những bộ xương người di động, hồn ma hay là những con người thật sự bằng một sức mạnh vô hình nào đó. Họ đã sống dậy, giống như mấy phút trước Thành tinh họ lùm cùng bò dậy ven đường, theo chân của Thành và bà Hiên từ con đường làng dẫn ra gốc cây gạo. Bà có nhớ lời nguyện năm xưa, trước khi mẹ con tôi bị cả nhà bà cướp đoạt nhà cửa buộc mẹ con tôi phải chọn gốc gạo này làm nơi tá túc rồi chết đói chết rét ở nơi đây bà có biết không hôm nay là ngày rỗ của hai mẹ con tôi đấy không chỉ có mẹ con chúng tôi đâu mà còn có rất nhiều người trong làng lan thượng nếu như ngày ấy gia đình của bà dù chút lòng từ bi nhón tay làm phước có lẽ sẽ không có nhiều những thây ma tội nghiệp lang thang như vậy đến đời thứ ba gia lời nguyện ấy đã ứng nguyện vào gia đình dòng họ của bà họ nên kết thúc tất cả. Bà Hiền mà tôi đôi mắt chừng chừng nhìn vào khoảng không gian sâu thẳm, khẽ nhếch mép cười. Làm ơn đừng nói đến chuyện nhân nghĩa, đến giờ ta phỉ nhổ vào những lời nói dối giả tạo ấy. Ở hoàn cảnh ấy các người có chịu nhường miếng ăn cho người khác hay không? Hay chính các người cũng chỉ Chực ăn thịt nhau? Nghiệp đời nào đời đấy chịu, tuổi trẻ đã không có tội, lúc quỷ đói chúng bay hãy buông tha chúng đi tiếng của người đàn bà vang lại giữa không trung đến giờ bà vẫn giữ cái giọng trịch thượng hống hách của kẻ bể trên như vậy sao bao nhiêu năm tháng nhưng mà bà không một chút gì đó ăn năn hối lỗi về những tội lỗi của gia đình dòng họ bà đã gây ra cho cả cái làng lan thượng này gia đình tao chẳng có lỗi gì với cái làng lan thượng và cái lũ quỷ đói chung mày đừng có nhiều lời hay thẳng ngay hai đứa cháu của tao ra nếu bà không nhớ hoặc đã cố tình quên để tôi nhắc cho bà nhớ những gì gia đình của bà đã làm và cả những gì bà và con cháu của bà sẽ phải gánh nghiệp mà ông bà tổ tiên đã gây ra gương mặt của bà hiên cứng đờ như tượng bóng người đàn ấy như là đang tan biến để lại một khoảng sâu thăm thẳm như một không gian ba chiều thể hiện lại tất cả ký ức của những ngày xưa cũ của bà hiên nơi bà đang đứng nhiều năm về trước những người nghèo là nạn nhân đầu tiên trong cơn sóng thần chết chóc Vừa mới bắt đầu tràn đến làng Lan Thượng Gia đình của cô Xuân nằm ở giữa làng Mảnh đất của gia đình cô ở hiện tại Là mảnh đất cổ nhất của làng Những người trước kể lại Đó là mảnh đất thủy tổ đầu tiên người dân đến lập làng Lan Thượng Tất cả các thế phong thủy thời đó đều quả quyết Mảnh đất đó có phong thủy tốt mang vượng khí cho con cháu đời sau Cho nên nhiều gia đình giàu có ở trong làng muốn giành giật nhau để có được mảnh đất đó. Ông Khiêm bố chồng của cô Soan là một thầy đồ dạy chữ nho đã hết thời. Thầy ấy những gia đình khá giả chạy theo lối sống Âu hóa, chữ Tây chữ quốc ngữ lên ngôi. Chữ nho văn hóa nho giáo trở thành xếp xó và vô dụng. Dân nghèo lo đút cái vào bụng cho nên không ai quan tâm gì đến chuyện chữ nghĩa. Ông Khiêm không tin phong thủy mà tin vào triết lý của nho giáo đặt chữ đức lên hàng đầu gieo chữ đức và chữ nhân để cho con cháu đời sau hái lộc không phải vượng khí phát bởi thế đất nhưng đám trọc phú trong làng lan thượng không nghĩ vậy chỉ trực chờ cơ hội để chiếm đoạt mảnh đất hương hỏa ấy cho bằng được và cơ hội đã đến thảm họa bi kịch của người này nhưng lại là cơ hội cho kẻ khác mảnh đất giờ là miếng mồi ngon cho mấy tay chọc phú trong làng nhất là với gia đình của địa chỉ lê huy một người có máu mặt nhất làng nhất tầm gã muốn có mảnh đất đó để làm cơ ngơi cho vợ chồng đứa con đầu của lê hiên ra riêng ngày xưa khi mà con gái đi xuất giá thường mang tên của chồng ngay khi cánh đồng làng lan thường kết thúc vụ đông xuân chỉ còn chưa ra những gốc dạ dân làng đã biết cái đói cận kề phần vì siêu cao thuế nặng phần vì chính sách của nhật bắt dân nhổ lúa trồng đay trồng thầu dầu và trưng thu lúa múa gạo phục vụ cho mục đích của chiến tranh. Nhờ cấm vận chuyển lúa từ miền Nam vừa vét thóc ở miền Bắc khiến cho thóc gạo tăng vọt. Năm 1943, một tạ gạo chính thức là 31 đồng, giá chợ đen là 57 đồng. Năm 1944, tăng lên 40 đồng, giá chợ đen là 350 đồng. Nhưng mà đến đầu năm 1945, thì chính thức vọt lên 53 đồng, còn giá chợ đen từ 700 đến 800 đồng. Giá gạo phi nước đại khiến cho người dân không đủ sức để mua, phải chịu cảnh chết đói. Cái đói không buông tha ai, trọng tâm là những người nghèo, người lao động, đặc biệt là nông dân không có ruộng đất chuyên đi làm thuê và nông dân ít ruộng đất. Để chống lại với cái đói, cái chết cận kề, dân làng lan thường ăn từ rau dại cho đến củ chuối, vỏ cây, giết cả trâu bò chó mèo dân trài thì ăn củ nâu cá chết khi không còn gì để ăn thì họ ngồi chờ chết để cho người nhà mang đi chôn hoặc là chết ở bờ bụi khi đi kiếm ăn cái chết đến từ từ và thảm khốc dày vò cả thể xác và tinh thần cái đói khiến cho cha bỏ con chồng bỏ vợ tình người tình anh em cha con làng xóm đứt đoạn đi ăn xin không được thì cướp giật ở làng lan thường cả nghìn hộ gia đình chết cả nhà nhiều dòng họ chỉ có một vài người sống sót. Hàng đêm người ta thường nghe lẫn trong những tiếng quả kêu thảm thiết là những tiếng riêng xiết của những người sắp chết. Thế những đấm xương quằn quại gần những xác chết. Nơi này năm ba người chết, chỗ khác từng đống người sống nằm lẫn với người chết. Trên những đoàn xe kéo để những xác chết, mỗi xe chỉ phủ có một chiếc chiếu. Trong những cái hầm mấy trăm xác chết mới lấp một lần, một vài lá rau thối trong đống rác, một vài hột cơm, miếng khoai đổ bên cạnh vỏ nước gạo, thì họ kéo nhau từng lũ đến tranh cướp như là lũ quỷ đói. Họ không từ một cái gì, từ chuột cho đến rán, miễn là có thể bỏ vào trong bụng để thỏa mãn cơn đói. Nhưng rồi tất cả cũng hết. Những người dân làng dề làng lăn thượng đi thành từng dạng dài, bất tuyệt gồm cả gia đình, già lão có, trẻ con có, đàn ông có, đàn bà có, người nào người nấy giống người dưới sự nghèo khổ toàn thân lõa lồ gầy guộc dơ xương và run rẩy thỉnh thoảng có người dừng lại để vuốt mắt cho một người trong dòng người ấy đã ngã và không bao giờ dậy được nữa hay là để lột miếng rẻ rách không biết gọi là gì cho đúng hãy còn che thân của người đó con đường từ làng ra gốc cây gạo những hình ảnh đó đã tái hiện lại trong mắt của thành ngay đêm nay Gia đình ông Khiêm bố chồng của cô xoan không ngoại lệ Gia đình tám người chết cơn đói Nhưng mỗi tiếng quả kêu trong đêm ở cái cây xoan đầu nhà Lại thêm một người gục xuống Người đầu tiên là có nhiều tiếng khóc than nhưng rồi ít dần Người thay thấp sống nằm cạnh người đã chết Không còn ai đủ sức để mà mang chôn người thân nằm bên cạnh Gia đình của ông Khiêm cuối cùng chỉ còn cô Ông Khiêm và thằng Khang cháu đích tôn của ông Khiêm mà thôi còn sang nói với vợ chồng ông Huy Bán lại căn nhà này cho ông bà ấy Xoan lưỡng lự nói Nhưng mà bây giờ họ trả Được bao nhiêu cũng được Miễn con và thằng Khang còn sống là được rồi Còn người thì còn của Bán rồi thì mình sẽ đi đâu hả cha Cây gạo Ông nói xong rồi cũng tắt thở Thằng Khang đang thòi thóp nằm ở đó Xoan vuốt mắt cho cha Đúng hơn đó là một bộ xương người mở mắt nhưng mà ánh mắt ấy đã khép lại từ biệt cõi trần cô ỏa lên khóc có lẽ cô là người cuối cùng trong nhà còn đủ sức để khóc xoan bỏ sang chở mẹ về nhé cô liều diều đi ra khỏi nhà trên thân chỉ khoác một bộ quần áo tươi tà nhầu nát sang nhà địa chủ lê huy tân ngân đứng trước cổng nhà ông huy rất lâu nhìn thấy anh nô dọn mâm cơm thừa từ trên bếp xuống xoan đã ra tay vẫy gọi công là người quen cho nên anh nô nhận ra xoăn ngay nhìn thấy người quen cũ và nhìn lại mâm cơm thừa nô lắc đầu ra hiệu trên tay anh không còn lại gì nhưng xoan cũng lắc đầu ra hiệu cứ không đến để xin đồ ăn thừa chỉ ngoắc anh ra để nói chuyện nó nhìn quanh quần đặt mâm cơm xuống giếng rồi chạy ra chỗ của xoan nói giọng rất nhanh xoan cần gì vậy ở bên nhà thế nào xoan lắc đầu đôi mắt đầy u buồn nhìn vào trong nhà anh vừa nói với ông huy thầy tôi muốn bán đất nô thẳng thốt nói sở này bán được bao nhiêu bán rồi ở đâu bán được bao nhiêu cũng được cả nhà tôi chết hết rồi chỉ còn tôi với thằng khang thôi nô lặn trong cặp quần của mình ra vài hào đưa cho xoan cô cầm lấy đi mua cho cháu ơn nghĩa với thầy tôi tôi chưa quên nhưng mà tôi chỉ có vậy thôi xoan rủ tay lại nô cứ ấn vào cô hãy giữ lấy đi cô trả lại cho tôi sau cũng được mà Tiếng quát trong nhà của ông Huy vang đến tận sân sau Mày ăn vùng ăn trộm cái gì ở dưới bếp đó hả Cái thằng kia Còn dư cái miếng nào tao đếm hết rồi đấy Dạ con vào ngay ạ à? Nói giúp tôi đi Xoan khẩn khoản Nó gật đầu chạy vào trong bếp Xách xíu nước sôi đi lên nhà Xoan mềm mẩn mê hào Ở trên tay nhìn theo bóng dáng của nô Tay xách siêu nước đi vào Lát sau anh hướng hở ra mở cổng Tôi vừa nói chuyện rồi đó Ông ba mươi cô vào cảm ơn anh xuân Quý đầu đi vào bên trong lần đầu tiên cô đến nhà lê huy cô không nghĩ nhà ông ta lại giàu có đến vậy sàn lát đá hoa tây hai con hạc đứng trên mai rùa cao đến ngang đầu cô trầu vào bàn thờ gia tiên trên ấy đặt ba bức ảnh đen trắng đó chính là thân phụ của ông huy người trước từng làm tránh tầm đến đời của ông huy thì xa suốt hơn nhưng cũng chỉ là về đường quan chức Soan không nghĩ mình lại gặp nhiều người trong gia đình của ông Huy đến vậy. Vừa nhìn thấy Soan thì ông đã lên giọng. Tao nghe thằng Nô nó nói rồi đó, mày đến bán nhà có phải không? Soan đưa mắt nhìn quanh một lần sợ hãi như là sợ đám người nhà ấy sẽ lao vào ăn thịt mình. Mãi một lúc sau cô mới dám lên tiếng. Dạ bẩm ông phải à? Mày muốn bao nhiêu? Ông Huy e hèm với rất giọng nhờ nhượng của kẻ bề trên. Dạ bẩm ông Trước thầy con con nói rồi đó à Ông trả con 5 đồng Giờ con xin được như vậy Mày nghĩ tiền nó là vỏ hến đó hả 5 đồng bây giờ đó Nếu mà bây giờ tao muốn đó Tao có thể đường đường chính chính mua được cả cái tổng này Ông quát lên khiến cho Xuân giật mình sợ hãi Nếu mà không vì cái lão thể phong thủy nói như vậy Thì mày đừng có hòng bước chân vào đây Đến đường này bao nhiêu cũng được Cô chỉ cần có miếng ăn cứu sống cô và con trai đang quằn quại trong cơn đói khát dạ bẩm ông ông muốn trả bao nhiêu cũng được à mày nói như vậy có phải dễ nghe ngay từ đầu không hả à? nãy giờ mày còn dám kể cả với ông 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 trả mày một đồng nghe ông huy nói như vậy xoan mừng khấp khởi ở trong lòng có số tiền đó thì mẹ con cô tạm thời cũng qua được cơn đói vợ chồng ba hiên đứng ở bên giật mình thầy sao lại trả nhiều thế hả thầy chưa có nói hết với điều kiện mày phải mang hết những cái xác chết trong gia đình của mày đi đâu cũng được, đừng có để ở đó. Tao mua nhà chứ ta không mua có xác người. Soàn đứng chết người nhưng mà rồi cô cũng gật đầu đồng ý. dù sao thì đó cũng là một việc nên làm, nghĩa tử là nghĩa tận. cô không thể bán nhà mà lại để lại sáu cái xác lúc nhúc rồi bỏ ra đi như vậy. kể cả lúc này cơn đói khiến cho cô đứng cổng vững chỉ trực quỵ xuống. giảm dạ, bập ông được à? Vậy thì mang giấy ra đây Ông Hiên đi vào bên trong mang giấy Xoan điểm chỉ và tờ khế ước bán đất Mày về mày chôn hết xác Chồng, cha, con, anh em mày Rồi sang đây lấy tiền Ta cũng không muốn thấy mẹ con mày lén bén ở đây nữa Bẩm ông Xoan ngật ngại Ông Huy quát lên Làm nhanh đi rồi còn đến lấy tiền Còn cái xác nào chưa có chôn thì tao trừ tiền cái xác đó Ông có thể tạm ứng cho con ít đồng Con về mua gạo cho cháu được không ạ à? Hiên xuống bếp múc cho nó một bò gạo đi Nhớ ăn xong rồi cút xéo ra khỏi đó nghe chưa Ông còn bắt gặp hai mẹ con mày ở đó Đây là ông đánh cho què giò đó Dạ bẩm ông Hiên nguyết dài nhìn xoan khinh bỉ Còng cướn đi xuống nhà kho đông đúng một lon gạo mang lên Quảng đến trước mặt của xoan Đấy cầm lấy rồi xéo đi Một lũ quỷ đói dơ bẩn Xoan cúi xuống cầm lấy bọc gạo lùi thủi đem về Bóng của xoan thức khuất Ông Hiên đã phụng phiệu với mẹ Tụi con không muốn sang đó đâu, âm u lạnh lẽo lắm, sao nhà con mà chịu được chứ. Tất cả các thầy đều nói đó là một mảnh đất có phong thủy tốt nhất làng, hơn hết là hợp với hai vợ chồng con, sau này sinh con đẻ cái trên cái mảnh đất đó thì đời đời vinh hiển về sau. Bà Huy liền lên tiếng, thì sẽ sai cái bọn cùng đinh xây dựng cơ ngơi cho hai con, không có thua kém căn nhà này đâu, thầy đâu có dám để cho cháu gái của cụ Tránh thiệt thòi được chứ hả? Nghe thế hiền e thẹn lấp sau lưng của chồng tùm tìm cười để mãn nguyện. Nhưng mà con thấy cái giá mảnh đất đó một đồng là quá hời với chúng nó. Lão liền bật cười. Thầy nói thế là để nó tưởng thật về thu dọn chôn hết cái xác người ấy đi. Giờ một lon gạo với cái mảnh đất đó đã là qua hời với nó rồi. Cả nhà của địa chủ Lê Huy bật cười tán thưởng về mưu mẹo thông minh và vô cùng tàn nhẫn của lão. Sau mang nhúng gạo về đất xế chiều, nhóm lửa đổ vội hết lon gạo và nồi nấu bắt cháo trắng cho hai mẹ con hai mẹ con chia ra bằng nhau sân không thể nhường hết miếng con khi mà ứa nước mắt nhìn sáu cái xác chết đói rồi bọ lồm ngồm to mỏng ra sàn cô sợ nếu mà cô không ăn cô cũng sẽ không đủ sức để đào cái hố đủ lớn chôn sáu người và sáng mai quay lại của nhà huy để nhận số tiền bán đất làm như vậy thì cả hai mẹ con sẽ đều chết đói nồi cháo trắng đã cạn sạch nhưng hai mẹ con có một cảm giác chưa từng được ăn. Ngần ấy chẳng thấm tháp gì so với cơn đói mà hai mẹ con đang phải chịu đựng. Xoan nhìn con mà nói, sợ mình phải đi rồi con, nhà này mẹ bán rồi đó. Đi đâu hả mẹ? Ra gốc gạo, con chờ mẹ ở đó, xong việc mẹ mang nhiều đồ ăn về cho con. Nói đến đồ ăn, đôi mắt của Khang bừng sáng hấp hấy gật đầu. Hai mẹ con đứng dậy, tay đem thêm một ít đồ lặt vặt dắt nhau rời khỏi nhà, khấp khởi ra gốc cây gạo. Thằng Khang không luyến tiếc gì ngôi nhà này vì nghe lời cổ mẹ nói nó sắp được ăn. Đó mới thực sự là điều mà nó mong muốn. Còn xoan cô định bụng đưa con ra đó. Mình sẽ quay lại đây chôn sáu cây xác những người thân trong gia đình rồi qua nhà cổ Huy lấy tiền ra cây gạo. Cậu cũng không biết những tháng ngày sắp tới của hai mẹ con sẽ như thế nào. Liệu có bước theo đoàn người hành khất kia không? từ phía xa đỏ rực một góc trời hoàng gạo hai mẹ con che chở cho nhau trong cơn mưa phùn gió rét tháng ba hoa gạo nở tháng ba bà già chết rét hai mẹ con cô tiến đến gần gốc gạo hơn ở đó cũng là nhà của đàn quả và cái hốc cây trong gốc gạo ấy bây giờ là nhà của khang một bộ xương em bé đã lọt thỏm trong gốc cây gạo ở đây chờ mẹ nhé mẹ sẽ mang đồ ăn về cho con Khang gật đầu Xoan mỉm cười Một nụ cười héo hắt chào từ biệt Bóng của Xoan rời xa cây gạo Trở lại ngôi nhà cũ của mình Khi trời bắt đầu sầm tối Cô bắt tay vào việc đào hốt chôn Những người thân trong gia đình của mình Nơi bãi đất hoang ở cuối vườn Mảnh đất đó vốn vô chủ Không thuộc về ai Hay đúng hơn là hàng xóm ấy Đã có một số bộ phận giống như gia đình của cô đó chính là cái ao đầy bèo tấm Thành đã tìm con trước đây nó vốn là một mảnh vườn nhưng do những người khác đến họ đào đất đóng gạch cho nên mới thành chiếc ao như vậy và những bộ xương người trong gia đình của cô xoan đã được họ mang đi chỗ khác trong đêm khuya có bóng của một người phụ nữ gầy guộc đang hì hục bới từng nắm đất để đặt những bộ hài cốt của chồng cha mẹ anh chị em đang thối giữa kia xuống để trở về với đất mẹ cô cố gắng nhặt nhạnh tất cả những thứ ở trong nhà có thể bọc được thi hài của người mất để bớt phần lạnh lẽo và xếp lại đúng trình tự gia đình như khi họ còn sống trên giường thế công việc hoàn thành khi mà trời tảng sáng bằng tất cả sức lực phi thường cho người sống và cả người đã mất trong một đêm cô đã chôn cất xong sáu bộ hài cốt không hương khói không nhang đèn không tiếng khóc không có gò cao nổi khỏi mặt đất Cô sợ những người trong gia đình ông Huy biết chuyện. Trời xuống đất khiến thế nào, cô chôn sóc bộ hài cốt đều hướng đầu về ngôi nhà từng là của họ. Đứng lặng đi trước ngôi mộ của gia đình để mặc cho lem nhem đất cát, sặc mùi tử khí. Cả đêm qua cô đã sống với những người đã chết. Mùi xú uế đã ám vào cô không thể gột rửa. Còn lại chút sức tàn vật vờ như một thây ma, cô sang nhà địa chủ Lê Huy để đòi tiền. Vừa mới sáng anh Nô ngạc nhiên thích xoan như một thây ma dập dờ đứng ở trước cổng chờ đợi. Nô đi ra. Anh vào thưa vị ông bà tôi đã làm xong rồi tôi đến để xin tiền. Anh Nô quay vào nhà nhìn rồi lại quay ra. Ông bà chủ lên huyện từ tối qua. Nhà chỉ có cô cậu chủ ở nhà thôi. Nghe anh Nô nói như vậy chị xoan quỷ xuống. Vậy anh làm ơn bảo cho tôi gặp... Anh nô suy tư giây lát rồi gật đầu đi vào, xoan đứng đó để chờ đợi. Lát sau Hiên và Nô đi ra Vẫn giữ một bộ mặt cong cớn và hách dịch Hiên hất hàm nhìn xoan Mặc dù Hiên còn nhỏ hơn xoan đến hơn chục tuổi Nhưng trong mắt của những người như Hiên Xoan chỉ là một lũ mọi dợ quỷ đói Chứ không phải là một con người ngang bằng đẳng cấp với mình Mày đến đây để làm gì? Tôi đến để lấy tiền bán nhà chiều qua tôi đã làm xong Một đêm mày có thể chôn xong 6 cây xác Mày cũng giỏi đấy Nhưng mà tao phải cho người đi kiểm tra thế nào đã không thể tin được cái lũ giả ngốt bọn mày hợi phước đến nhà nó kiểm tra xem dạ vâng ạ à. hai tên tá điền dường như đang chuẩn bị từ trước chỉ cần đợi lệnh của hiên hai gã bước qua mặt của anh nô và hiên nhắm thẳng về phía trong làng xoắt nhìn theo bóng dáng của hai gã tá điền phăng phăng bước đi mà nước mắt lưng tròng mà đến giờ cô không còn đủ sức để bước theo bóng của hai gã để có thể có cơ hội này nỉ giải thích hiên nhìn xoan bĩu môi mày nghĩ ăn được một đồng của nhà này dễ vậy sao một lon gạo chiều qua đã là quá nhiều với mảnh đất đó rồi Ngày hiền nói vậy xoan chết điếng người cô cô gì hiền ngúng nguẩy đi vào trong nhà xoan gục ngã ngay trước cầm nô ái ngại nhìn xoan đợi hai thằng kia về xem sao xoan ngước mắt nhìn phía con đường thằng hợi và thằng phước vừa đi qua nắng lên quá đầu mới thấy hai đứa nó quay trở lại Soan thật sự sốt ruột trách mình đã sai khi mà đã quá tin người. Sai hơn nữa là đã đưa con của mình ra gốc gạo. Cô thật sự không muốn nó nằm trong ngôi nhà ấy nhìn cô chôn xác của những người thân đã bốc mùi nặng nề. Hợi và Phước nhìn thấy Nô và Soan đứng trước cầm, hai gã không để cho hai người kịp hỏi chuyện mà vội vã đi thẳng vào bên trong. Lát sau Hiên và hai gã giận dữ đi ra ngoài. Mày sang bán nhà cho nhà tao hay là mày bán mộ vậy hả? Hai cái thằng này nó về nó báo Mày chôn cả sáu cái xác người trong cái vườn nhà mày Vậy mày còn dám vóc mặt sang đây để đòi tiền sao Soan òa khóc và lắc đầu Đó là khu đất bỏ hoang Không thuộc về ai cả Hai thằng này nó nói đó Cái ngôi mộ này mày chôn hôm qua trên đất của nhà mày Soan rằn rùa nước mắt Lắc đầu quẩy quẩy Hai đứa mày hãy tống cổ nó ra khỏi đây đi Nếu mà nó còn lai vãng đến đây nữa Thì đánh què gió nó cho tao Hiên xưng là bà lớn hơn cả với những người nhiều tuổi hơn mình Cho ra dáng người sẽ kế nghiệp gia tộc của Lê Huy Đợi và Phúc vừa nghe lời của cô chủ xua ra đánh xoan Nhưng mà cũng mày nó còn đứng đó ra tay can thiệp Cho nên xoan chỉ bị xây sắt nhẹ Mày còn dám bênh nó hẳn nô Đập cả cái thằng nô cho bà đi Để xem từ nay mày còn ăn được được không Mặc cho Hiên ra sức thúc giục Nhưng mà hợi và phức chỉ dám hầm hẻ với nô Như hai con chó bị xích chứ không hề dám xông vào Cổng mày cho nô và Soan khi ấy nhà hiên chỉ còn có hai người nếu không chắc chắn hai người chẳng còn mạng để bước ra khỏi đó xoan và nô đã bước ra khỏi cổng nhà địa chủ lê huy một đoạn nhưng vẫn nghe tiếng rùa xả của hiên ở trong sự tột cùng của căm giận xoan vùng dậy quay ngược trở lại trước cổng nhà hiên đứng trước mặt của hiên và nhìn thẳng vào trong nhà với tất cả sự tàn bạo độc ác thất đức của tụi mày tâm nguyền rủa tất cả dòng họ nhà mày sẽ phải tuyệt tự con cháu tất cả con cháu của tụi mày sẽ phải chịu hậu quả của những việc chúng mày đã làm hiền chết sững nhìn đôi mắt của xoan đang đỏ sọng như hai hòn máu hiền giận dữ muốn lao đến cắn xé cô nhưng không dám nó vội quay lại kéo xoan đi người chúng nó về mình không có thoát được đâu nô kéo xoan hiền vẫn đứng chết trần như trời trồng ra giữa sân sẽ đến đầu làng nô mới buông xoan ra vì sợ cô sẽ quay lại em xin lỗi nô lắc đầu khẩm anh sẽ đi đâu anh không biết nhưng mà anh sẽ không quay lại đó nữa xoan im lặng nhìn lại gia đình của địa chủ lê huy Cô biết nô không thể quay lại đó cơ cũng vậy cơ móc trong túi xông mỹ hào đặt vào tay của nô anh giữ lấy đi nó nhìn vào dòng người hành khất bước đi liêu siêu Như những thầy ma kia khẽ lắc đầu Anh chưa biết nữa Nhưng mà có lẽ anh sẽ theo họ Hà Nội em đi cùng anh không Xoan lắc đầu Hai người dừng lại trước ngã rẽ vào cây gạo Xoan rẽ vào trong cây gạo Còn Nô bước theo dòng người hành khất Kéo dài đến vô tận kia Hà Nội là đích cuối cùng Của những thầy ma tội nghiệp Trở về gốc cây gạo Ở trong gốc gạo đó khang như một bộ xương nằm thở thoi thóp ở xung quanh vứt đầy rẻ hoa gạo mà đêm qua nó đã ăn để chống chọi qua cái cơn đói lạnh không biết bằng cách nào đó Xuân đã chui đường vào đó để ôm lấy đứa con tội nghiệp của mình lời giúp con cất lên rồi nhỏ dần hai mẹ con họ thiếp đi giữa mùa hoa gạo đỏ thắm nhất với những hạt mưa xuân vẫn lất phất bay xuân hạ thu đã biến đổi cánh đồng cũng biến đổi màu sắc cây gạo không còn màu hoa đỏ những búp xanh chuyển màu màu xanh lại chuẩn bị bắt đầu một mùa hoa gạo khác nô trong đám người hành khất kia ào ạt trở về làng lăn thượng mạnh như là một cơn lốc mang tên việt minh ngôi nhà mảnh vườn của xoan mà lưu huy đang tiến hành xây dựng cho cơ ngơi của vợ chồng hiên với mong muốn con cháu đời đời vinh hiển về sau buộc phải dừng lại ngôi nhà của gia tộc Lê Huy bắt đầu chứng kiến những tăng tóc xảy ra liên miên từ đó. Pháp đã quay trở lại, vợ chồng con cái của Lê Huy dìu dắt theo Pháp, bị du kích hành quyết trừ khử. Pháp thất trận, cuộc đấu tố ruộng đất diễn ra. Chồng của bà Hiên, người con còn lại cuối cùng của gia đình Lê Huy bị chặt đầu trong dân đình ngay trước mắt của bà. Và toàn bộ dân làng lan thượng. Chính vì thế cho nên mối thâm thù huyết thận của bà ngày càng thêm dài. Bà tin vào lời nguyện của Soan dành cho gia đình của bà là có thật Đã ứng nghiệm và càng tin hơn lời của mấy ông thầy phong thủy chấn yểm ngôi nhà của ông Huy để lại Có thể là không hưng thịnh như xưa Nhưng sau tất cả bà còn lại Toán, Thành, Tuấn Anh và Kim Anh Người ta tích đức, riêng bà thì lại tích sự tù hận cho con cháu Bây giờ trước mắt của bà nó lại hiện ra những hình ảnh khác nó còn kinh khủng hơn những gì bà đã từng chứng kiến suốt gần 70 năm qua. Bà nhìn trong đêm những bộ xương người chết đói năm xưa trong làng ngàn thượng. Đi đầu đó là Soan, Khang, đứa con trai của cô và những người khác trong gia đình của ông Khiêm. Và nhiều người khác bà không nhớ mặt đã đưa hai đứa cháu bà đến ngôi nhà, mảnh đất đời đời vinh hiển. Cái ao gần 70 năm trước trong đêm đã có một người phụ nữ đào huyệt trồn sáu người trong gia đình. Biến thiên của thời cuộc, họ đã đào lên để đóng gạch thành cái ao đầy bèo tấm. Hai đứa trẻ vô tội cốc vùng lên nhưng lại bị rất nhiều bàn tay dìm xuống cho đến khi mặt bèo tấm trong ao phủ lặng như cũ. Chỉ có tiếng quả kêu giáo sắc liên hồi. Không, không, đừng như vậy. Tiếng cười khoái trá ghê rợn của người phụ nữ ấy lại vang lên giữa không trung phải chi ngày xưa bà và gia đình của bà hiểu được điều đó để mà tích chút âm đức cho con cháu thì đến ngày hôm nay bà đâu phải tìm đến chốn này để mà nài nỉ cầu xin mọi thứ đã muộn rồi bà hiên gục hẳn xuống câm lặng trong sự cùng cực của đau khổ nhưng cuốn phim của cuộc đời chưa kết thúc bà nhìn thấy ba chiếc quan tài hai cái nhỏ một chiếc lớn thành ngoãn đứng khóc người trong di ảnh đó là bà và đứa cháu gọi bà bằng cụ hình ảnh cuối cùng bà thấy một người thanh niên cuốn chiếc khăn trắng lên cành gạo khuôn mặt của người ấy không ai khác đó chính là thành cháu đích tôn của bà bà từ từ gục xuống mê man và bất tỉnh sáng ngày hôm sau dân làng lan thượng phát hiện ra hai đứa trẻ bị chết đuối nước trong chiếc ao khu vườn bỏ hoang nhà Cô xoan họ trách nhau nếu mà sớm xây công trình có khóa cổng trẻ con cũng không thể vào được thì sẽ không có cái chết thương tâm nào cả nhưng mà dân làng không hiểu tại sao Đứa trẻ thành phố lại đưa nhau đến đây để xảy ra bi kịch Nghe tin cháu chết Bà Hiền cũng cấm khẩu Chìm vào trong vô thức Đưa bàn tay đưa lên cua cua như đang bắt chuồn chuồn Mấy ngày hôm sau dân làng lan thượng bảo nhau Gần 70 năm mới có ba đám tang gần nhau trong một gia đình Không có ai đưa tiễn Người ta bảo Do bệnh dịch nhưng mà riêng anh Thành Anh biết lý do tại sao Ngước đôi mắt sưng mọng nước nhìn về phía cây gạo đầu làng, tiếng quạ lại kêu lên ai oán như báo trước lại có người sắp lìa xa trần thế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.